Um, em Lan nhờ nhờ em Bích chắc có thể chia sẻ cái slide uh, giúp chị được không? Thì uh, hôm nay trong phần chia sẻ đầu tiên á uh, em Lan xin phép là uh, sẽ uh, chia sẻ đến các anh chị một số cái thông tin, một số cái thông tin về công ty cũng như là cái công nghệ của tập đoàn của chúng ta đang triển khai. cả nhà cho em loan một phút để em nhờ uh, lãnh đạo richard chia sẻ cái màn hình lên đây để cho cả nhà cùng xem ạ ok cảm ơn em thắng rất là nhiều chị đã nhìn thấy màn hình em thắng xe rồi nhưng mà sao lại xe ở phía sau người vậy em không phải là xe lên màn hình đó? ok <laughs> à, cả nhà thấy không ạ bắt đầu từ tháng mười hai sắp tới thì cái Sản phẩm tế gốc của chúng ta sẽ có cái thương hiệu hoàn toàn mới đó là stem stemcell với cái mẫu mã bao bì sản phẩm vô cùng ấn tượng và bắt mắt ạ thế thì uh, hiện tại bây giờ công ty đang uh, tận dụng cái công nghệ này để chia sẻ lan tỏa một cái lối sống vô cùng lành mạnh cho tất cả khách hàng trên toàn cầu để có một cái giải pháp chăm sóc sức khỏe vô cùng tuyệt vời và công nghệ của chúng ta, sản phẩm của chúng ta bắt nguồn từ uh, một tập đoàn có tên là Glory Group, tập đoàn công nghệ sinh học quốc tế các anh chị nhé. Một cái tập đoàn vô cùng tuyệt vời khi mà nó có bề dày lịch sử lên đến 20 25 năm ạ, với 27 công ty trực thuộc. Và từ năm 2008 thì tập đoàn bắt đầu gia nhập ngành y tế, đến nay đã được 16 năm rồi. Và tập đoàn thì uh, là một tập đoàn đầu tư vào ngành y tế rất là lớn tại châu Á của chúng ta. Trong đó cái ngành tế bào gốc thực vật ở tầng hình thành nguyên sinh là một cái dự án cốt lõi và vô cùng quan trọng của tập đoàn trong lĩnh vực y tế. Và trên màn hình các anh chị thấy á, đây là nhà khoa học Jang Woo người Hàn Quốc. Đây là nhà khoa học duy nhất trên thế giới ông đã nghiên cứu ra cái công nghệ tế bào gốc thực vật này. Và nhà khoa học này bắt đầu nổi danh toàn cầu và được mệnh danh là cha đẻ của tế bào gốc thực vật ở tầng hình thành nguyên sinh khi mà ông công bố cái công trình của mình vào năm 2004 ra toàn cầu trong cái việc là ông đã thành công Uh, khi mà ông phân tách và nuôi dưỡng được tế bào gốc ở tầng hình ảnh nguyên sinh và hiện tại bây giờ giáo sư nhà khoa học Sangouzin ông đang là chủ tịch khoa học của viện nghiên cứu trực thuộc tập đoàn và với cái công nghệ đột phá này ấy, thì nhà khoa học Sangouzin là người đã phá vỡ cái nút thắt 165 tính từ năm 2004 trở về trước mà rất nhiều các nhà khoa học những nhà nghiên cứu người ta bị loay hoay nhưng vẫn thất bại trong cái việc là phân tách và nhân bản được tế bào gốc nguyên sinh và với cái công trình của mình thì nhà khoa học Giang Uzi đã nhận được rất là nhiều những cái giải thưởng. Rất nhiều cái giải thưởng anh chị ạ. À? Tại đất nước Hàn Quốc á, thì các anh chị thấy rằng là có rất nhiều những cái tập đoàn đình đám về công nghệ đúng không ạ? Ví dụ như là tập đoàn Samsung này, tập đoàn LG này là những cái tập đoàn về công nghệ rất là lớn. Samsung thì có ở rất nhiều các quốc gia khác nhau trên toàn toàn cầu ạ thế thì uh, những cái tập tập đoàn công nghệ đó họ rất là lớn rất là khủng nhưng mà họ chưa bao giờ được nhận cái giải thưởng vô cùng danh giá của đất nước Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ đó là giải thưởng Đại Hàn dân quốc thế thì nhà khoa học của chúng ta là người thực sự là uh, xứng đáng và là người rất là uh, uh, rất là tuyệt vời khi ông đã nhận được cái giải thưởng danh giá này và với cái sức mạnh của công nghệ một kỷ nguyên mới trong ngành chăm sóc sức khỏe thì hiện nay á uh, Uh, cái thương hiệu stem cell công ty đã định vị là nó tập trung vào ba giá trị cốt lõi đầu tiên á là chúng ta sẽ tập trung vào cho khách hàng khách hàng của chúng ta là sẽ nhận được những cái chế độ lâu dài cùng với công ty để họ được sử dụng những sản phẩm của công ty ạ. Thứ hai là những người lãnh đạo, những người cộng sự như là các anh chị ở đây ạ, chúng ta là những người vô cùng yêu mến sản phẩm của công ty và chúng ta cũng là những người đang đồng hành, là những cái cộng sự đắc lực của công ty để đưa cái sản phẩm này không chỉ ở trong nước mà còn toàn cầu nữa. Và một cái điểm thứ ba chỉ đơn giản các anh chị là khách hàng tiêu dùng thôi ạ thì các anh chị cũng sẽ được cái quyền thừa kế cái ID của mình khi chúng ta là những cái khách hàng mà sở hữu những cái cái gói mua hàng để chúng ta được cái quyền tri ân chọn đời của công ty để sử dụng sản phẩm mãi mãi. Đấy là một cái điều vô cùng tuyệt vời các anh chị ạ. Và với cái sứ mệnh là biến sức khỏe thành quyền lợi thông qua đổi mới công nghệ và tầm nhìn thì công ty sẽ trở thành một công ty hàng đầu trên thế giới về nền tảng khởi nghiệp sức khỏe thúc đẩy sự phát triển của các sáng kiến về sức khỏe và môi trường hiện tại bây giờ á trong cái giai đoạn đầu tiên tiền thị trường thì tập đoàn đang có văn phòng ở Malaysia ở Đài Loan và ở Việt Nam hai viện nghiên cứu của tập đoàn đang đặt tại Hàn Quốc và Trung Quốc trong cái phần video đầu tiên ở cái phần đầu của chương trình zoom thì các anh chị cũng được À, đoàn công tác của thị trường Việt Nam à, đã sang à, cái viện nghiên cứu của Trung Quốc thăm viện nghiên cứu à, cuối tháng 10 vừa rồi và các chị cũng nhìn thấy những cái tư liệu vô cùng quý giá đúng không ạ? Và với ba ưu điểm chính của sản phẩm stem cell của chúng ta với công nghệ độc đáo, sản phẩm vô cùng chất lượng và với một cái chiến lược marketing và tiếp thị cái sản phẩm này ra thị trường vô cùng sáng tạo và cũng khác biệt thì hứa hẹn là sản phẩm của chúng ta sẽ bùng nổ thị trường trong thời gian rất là ngắn sắp tới thì ạ em chắc chắc um, chuyển slide giúp chị với uh, thứ nhất là về công nghệ các anh chị cũng thấy rằng là công nghệ của chúng ta là cái công nghệ nuôi cấy phân lập tế bào gốc của chúng ta nhân bản đúng không anh chị và các anh chị nhìn thấy trên màn hình á là hình ảnh uh, mô tả cái tầng của tế bào gốc nguyên sinh nó là cái phần màu nâu đây anh chị, nó là một cái phần rất là nhỏ nhưng nó lại cực kỳ là quý và hiếm ở trong cái uh, cổ nhân sâm rừng hoang dã 50 năm tuổi mà nhà khoa học Sangosin người ta đã thành công trong cái việc là phân tách được cái mô phân sinh và tách rời được cái tế bào gốc này ra để nhân bản. Với uh, cái uh, công nghệ như thế này thì tại viện nghiên cứu ạ thì uh, Uh, tập đoàn đã nhân bản ra hàng vô vàn những cái tế bào gốc từ nhân sâm rừng uh, sau nhà khoa học tách rời rồi thì chúng ta sẽ phân lập và đưa vào nuôi cấy trong những cái bể nuôi cấy với quy mô khác nhau cái bình nuôi cấy đầu tiên ấy, thì nó có thể là uh, dung tích nó chỉ có 3 lít thôi xong rồi có thể là 20 lít nhưng mà tốc độ sinh trưởng phát triển của những tế bào gốc nguyên sinh này vô cùng mạnh mẽ chị. và trong một tháng thì các nhà khoa học người ta phải chuyển sang cái bình nuôi cấy lớn hơn với dung tích là 3.000 lít và các anh chị biết không ạ, một tháng thôi, một cái bầu nuôi cấy 3 lít như thế này, chúng ta đã nhân bản ra những cái hợp chất hữu dụng tương đương với 75.000 cổ nhân sâm hoang dã và giữ nguyên bản 100%. Và chúng ta nhân bản không giới hạn những cái thành phần hợp chất như thế để chúng ta đưa vào ngân hàng tế bào gốc để sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất ra những cái sản phẩm mà chúng ta đang được dùng đấy ạ. Và tại Viện Nghiên cứu tại Tâm Quyến Trung Quốc thì cũng là một cái ngân hàng tế bào gốc. Và hiện nay á, thì tập đoàn đã nhân bản được hơn 30 loại thảo dược quý hiếm khác nhau, trong đó có một số cái cây thảo dược quý, ví dụ như là cây ngân hạnh này, tuổi thọ của nó lên đến 1100 năm, hay là cây uh, tế bào gốc của cái cây thủy tùng 1200 năm, cây quốc bảo của Hàn Quốc các anh chị. Và với cái công nghệ mà nhân bản và phân lập tế bào gốc như thế này thì cái công nghệ của chúng ta uh, với thành công của giáo sư nhà khoa học Jang Gujin người Hàn Quốc và những cái đội ngũ giáo sư chuyên nghiệp của ông, uh, họ đã được uh, những cái kênh truyền thông Uh, vô cùng là um, uy tín và đã được sự công nhận của toàn thế giới. Đặc biệt là trên kênh Discovery Channel, một cái kênh khám phá khoa học lớn nhất thế giới. Thì uh, cái kênh này á, uh, ekip đoàn làm phim của cái cái kênh khoa học này người ta đã đến thăm cái vùng núi Jeju của Hàn Quốc, người ta theo chân nhà khoa học Gojin, người ta ghi lại ba lần liên tiếp để xây dựng thành ba bộ phim tài liệu, người ta phát sóng trên một ngàn mươi quốc gia với hơn 40 thứ tiếng. Và mỗi một giờ vàng như thế, người ta tiếp cận được hơn 350 triệu lượt người xem, các chị nhé. Và trong cái việc là đóng góp về học thuật á, thì cái công trình của chúng ta đã được đăng trên cái trang bìa của cái tạp chí vô cùng uy tín, đó là tạp chí Nature Biotechnology, được ấn phẩm vào ngày được phát hành vào tháng 11 năm 2010 và đây là những cái bằng sáng chế, hơn 100 bằng sáng chế về công nghệ trên toàn thế giới đã được cấp bởi hơn 41 quốc gia, đặc biệt là có những quốc gia lớn ví dụ như Mỹ này hay là Ấn Độ này là những cái quốc gia rất là khó trong cái việc là xin cấp phép. Và tại Việt Nam chúng ta thì cũng đã cấp bằng sáng chế độc quyền. Cục Sở hữu trí tuệ đã nhận đơn của họ từ năm 2008 và đến năm 2017 thì chính thức là cục sở trí tuệ Việt Nam chúng ta đã cấp bằng sáng chế độc quyền cho cái công nghệ của tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Và uh, cái công nghệ này cũng đã được hỗ trợ bởi hơn 130.000 bài báo về khoa học các anh chị ạ. Và ngoài 117 bằng sáng chế về công nghệ thì chúng ta còn có 5 bằng sáng chế về ứng dụng chính vô cùng tuyệt vời cho sản phẩm và trên màn hình thì em Loan sẽ share luôn cả cái series của ba cái bạn năm cái bảng sáng chế này trên ba quốc gia khác nhau đó là Mỹ này Trung Quốc này Hàn Quốc này cái bảng sáng chế chính đầu tiên á, là trong lĩnh vực là tăng sức đề kháng tăng sức miễn dịch cho cơ thể cái bảng sáng chế thứ hai đó là chống oxy hóa và chống lão hóa. Các anh chị thấy không? Tất cả những anh chị nào đã được trải nghiệm sản phẩm và những khách hàng đang dùng sản phẩm tế bào gốc của tập đoàn thì các anh chị cái sự trẻ hóa về tuổi sinh học là nhìn thấy rõ rệt đúng không ạ? Cái bằng sáng chế thứ ba đó là dự phòng và trị liệu các bệnh về gan. Bằng sáng chế thứ tư là dự phòng và trị liệu uh, ung thư. Bằng sáng chế thứ năm là dự phòng và trị liệu uh, cả HIV nữa. Và một điều tuyệt vời là 18 năm qua, tập đoàn đã tài trợ vô cùng nhiều những sản phẩm tế bào gốc từ nhân sâm rừng để cho các trẻ em châu Phi được điều trị miễn phí HIV. Và các anh chị thấy rằng là HIV hay là một ung thư, à, bệnh ung thư á, nó là những cái bệnh nan y và lỡ mắc phải chúng ta rất là khó có thể là là chữa trị. Thế thì 18 năm qua các trẻ em ở châu Phi vẫn sống khỏe mạnh các anh chị nhé. Một điều vô cùng tuyệt vời luôn. Thế thì sản phẩm của chúng ta là một sản phẩm à, thực sự là chất lượng khi chúng ta chỉ nhân bản cái hợp chất hữu dụng là những cái tế bào gốc nguyên sinh có ở trong cái cây thảo dược thôi và cơ sở sản xuất của chúng ta hiện tại đang có tại Hàn Quốc này có tại Trung Quốc này có tại Malaysia này và các sản phẩm đầu tiên à, mà về Việt Nam ấy thì à, được sản xuất tại Trung Quốc và Hàn Quốc các anh chị nhé và sắp tới á, thị trường Việt Nam chúng ta hứa hẹn là sẽ có những nhà máy sản xuất vô cùng lớn tại Việt Nam và hai năm qua thì tập đoàn cũng đã về thị trường Việt Nam qua sự kết nối của chị Sunny để uh, tìm hồ sơ pha, uh, để tìm pháp lý và cũng như là đối tác để chúng ta có thể là đưa viện nghiên cứu và các nhà máy sản xuất về và sắp tới thì uh, trong một tương lai rất là gần cộng đồng của khách hàng việt nam chúng ta sẽ có những cái sản phẩm tế bào gốc của nhân sâm uh, nhân sâm rừng chúng ta sẽ được uh, sử dụng với những cái giá thành uh, sẽ rẻ hơn rất là nhiều khi chúng ta sản xuất tại việt nam đây là cái giấy chứng nhận giám định từ hiệp hội thẩm định nhân sâm rừng Hàn Quốc họ đã cấp giấy chứng nhận cho cái củ nhân sâm rừng hoang dã năm tuổi mà tập đoàn chúng ta mua về để nhân bản và các anh chị thấy rằng là nếu như không có cái giấy chứng nhận này ấy, thì cái củ nhân sâm này nó cũng, kh cũng không được định giá giá trị của nó. Thế thì đây đã được cấp giấy chứng nhận bởi Hiệp hội Thẩm định nhân sâm rừng Hàn Quốc và cái củ nhân sâm của chúng nó là 30.000 đô la Mỹ các anh chị một cái cây thảo dược vô cùng quý và hiếm. Và tại đất nước Hàn Quốc thì chúng ta cũng biết rằng là họ là xứ sở của nhân sâm đúng không chị. Nhưng không phải chỉ mỗi Hàn Quốc họ nghiên cứu về nhân sâm đâu ạ. Hơn 50 quốc gia họ đang nghiên cứu về nhân sâm, hơn 20.000 nhà nghiên cứu và hơn 3.000 báo cáo được chị y khoa và hơn 2.000 công hiệu đã được cấp bằng sáng chế cho nhân sâm rừng hoang dã nó có công dụng vô cùng tuyệt vời trong cái việc là chống ung thư này, cải thiện các chức năng về gan này, tăng cường khả năng miễn dịch này. Và có một cái một cái tài liệu trong cái báo cáo điều trị y học. Đó là khi mà chúng ta sử dụng tế bào gốc nhân sâm á, có cái thành phần là ginsenoside quý hiếm. Nó vào trong cơ thể chúng ta nó sẽ kích hoạt một loạt các tế bào lympho sẽ tăng lên 33,8% trong vòng 15 ngày. Và một tế bào nữa đó là tế bào Nature Kinder Nó cũng được kích hoạt lên đến 47,8% chỉ trong vòng có 10 ngày thôi anh chị. Và chúng ta sẽ có một loạt các vệ sĩ để bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại rất nhiều những tác nhân gây bệnh ở bên ngoài và bên trong. Chính vì vậy mà tất cả các sản phẩm của chúng ta các anh chị thấy rằng là đều có chứa Cinsenosai quý hiếm. Và tóm tắt về tác dụng chính của nó thì các anh chị cũng thấy rằng là trong thành phần thì nó sẽ có uh, PPD này, RK1 này, RG5 h 2 và rg 3 Các công dụng của nó thì có công dụng chính là chống ung thư, cải thiện các chứng bệnh về Alzheimer ở người già, tăng cường các tế bào não, cải thiện các chức năng gan, tăng cường sức miễn dịch. Uh, thúc đẩy sự tái tạo của da và làm trắng da. Chống oxy hóa và chống lão hóa cho nên là tất cả khách hàng là da rẻ rất là đẹp, cải thiện từ thần sắc uh, thần sắc đúng không ạ? Rồi là điều chỉnh được lượng đường trong máu do nó điều hòa insulin. Cho nên là rất nhiều các uh, khách hàng mà có những cái vấn đề về uh, tiểu đường đấy ạ, thì sử dụng sản phẩm của chúng ta là vô cùng tuyệt vời. Và trên màn hình các chị thấy không ạ, sản phẩm của chúng ta sẽ có mẫu mã bao bì rất là đẹp và hai cái tông màu chủ đạo đó là màu vàng gold và màu đen à, sắp tới tháng 12 sắp tới chúng ta sẽ có những cái sản phẩm uh, mẫu mã bao bì mới và sản phẩm cũ của chúng ta là Energy CMC đúng không hay chị thì bây giờ nó vẫn là nước uống năng lượng đào thải độc tố thôi ạ nhưng mà tên mới của chúng ta sẽ là Energy X và đây là loại nước uống năng lượng đầu tiên trên thế giới có sử dụng cái công nghệ tế bào gốc uh, thực vật CMC để chiết xuất Ginsenoside quý hiếm và cái sản phẩm này nó có sự kết hợp uh, hoàn hảo giữa các tinh chất thảo dược truyền thống với cái công nghệ hiện đại của chúng ta để cung cấp hỗ trợ cho sức khỏe và năng lượng toàn diện cho cơ thể chúng ta luôn và các anh chị thấy không ạ uh, sản phẩm uh, Enosys không phải nó chỉ là đơn giản chỉ là nước đào thải độc tố đâu ạ mà nó có rất nhiều những cái thành phần khác nhau ví dụ như là vitamin C này, các vitamin nhóm B này rất là hiệu quả mọng Cho nên là nó còn giúp chúng ta tăng năng lượng rất là tốt các anh chị. Ngoài ra thì cái thành phần uh, của Energy uh, X nhá, nó còn có maca, maca đen ạ. Cho nên nó hỗ trợ tái tạo cái tế bào của chức năng sinh lý rất là tốt cho nên là các anh nam giới hay là các chị em phụ nữ chúng ta khi mà sử dụng sản phẩm này á thì nó còn giúp chúng ta tăng năng lượng và nó tái tạo được cái các tế bào của cơ quan sinh sản. Đây là sản phẩm thứ hai nó thay thế cho cái sản phẩm mà chúng ta đang dùng đó là với cái mẫu mã uh, của thương hiệu nó nó tên là BX thì là hiện tại bây giờ chúng ta đang dùng cái sản phẩm nội tiết tố đấy ạ, xâm vận năng tố nữ đấy ạ thì đây là cái mẫu mã bao bì sắp tới chúng ta sẽ được đóng đóng gói ở trong cái chai thủy tinh. Nó sẽ đẹp như thế này các anh chị nhé Và thành phần chính thì các anh chị cũng biết rồi. À, nó bao gồm hai thành phần, đó là nhân sâm rừng hoang dã 50 năm tuổi và thành phần nữa là cái củ lopata thái, cái củ màu trắng đấy ạ. Củ này thì uh, nó chỉ sống ở Thái Lan thôi và nó ở vùng ven uh, ven lân cận với Thái Lan cây củ này nó có tên khoa học rất là dài nhưng chúng ta dịch sang nghĩa Việt từ Việt Nam á thì nó có nghĩa là người làm phép lạ và công dụng của nó thì có rất nhiều những công dụng rất là vi diệu và với sự hoa quyện của hai cái thành phần vô cùng tuyệt vời này thì nó giúp cho chị em phụ nữ chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn này cơ thể nở ngang đầy đặn này đặc biệt là vòng một này cải thiện các tình trạng về nội tiết tố, kinh nguyệt không đều, tăng cường sự đàn hồi của da, tái tạo lại vẻ đẹp từ bên trong cũng như là bên ngoài. Và với cái công dụng là chăm sóc sức khỏe làm đẹp cho chị em phụ nữ thì sản phẩm BioX của chúng ta sẽ là một cái sản phẩm, một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời cho chị em phụ nữ chúng ta bổ sung nội tiết tố. Các chị uh, uh, cũng thấy rằng là chị em phụ nữ mình là uh, thiếu hụt nội tiết tố rất là khi củ lô bata thả hoang dã thì nó rất là giàu thành phần nó được gọi Như là mạng của Miss Loan đang có gặp vấn đề cả nhà có nghe rõ em nói không ạ? Em Miss Loan nghe không. nói nghe rõ nhưng mà Loan không bị không nghe mất rồi. <laughs> okay, Cái không... nghe thấy không Cả nghe thấy không ạ? Ờ à, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Vâng à, à. ạ. À. Thế thì phần đầu tiên vừa rồi á là em Loan chia sẻ với các anh chị lại một chút về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm cũng như là công nghệ của chúng ta. Thì các anh chị thấy rằng là sản phẩm của chúng ta với cái công nghệ độc đáo, độc quyền trên toàn cầu. Đặc biệt là với cái mẫu mã bao bì sản phẩm mà tập đoàn đã nghiên cứu và sẽ đóng gói lại trong thời gian sắp tới và với cái chiến lược marketing và đưa sản phẩm ra uh, toàn cầu vô cùng khác biệt, vô cùng độc đáo và những cái cơ chế dành cho khách hàng vô cùng tuyệt vời. Một cơ chế có một không hai. Thì sắp tới chị em chúng ta, anh chị em chúng ta sẽ có những cái sản phẩm tốt rồi này, tuyệt vời này, này, độc đáo này, không có sự cạnh tranh này, lại có một cái cơ chế có một không hai thì sẽ hứa hẹn một cái thị trường về tế bào gốc sẽ bùng nổ rất là mạnh mẽ ở không chỉ thị trường Việt Nam nói riêng và thị trường quốc tế nói chung và đặc biệt là thị trường Việt Nam chúng ta là những người thực sự là may mắn khi chúng ta được dẫn đầu thị trường quốc tế để đưa cái sản phẩm này uh, ra toàn cầu cùng với công ty các anh chị thấy tuyệt vời không ạ và cái phần sau á những cái phần tuyệt vời tiếp theo á, thì em Loan xin được nhường lại mic cho em Rick chắc thắng sẽ chia sẻ đến các anh chị cái phần về cơ chế khi mà chúng ta uh, sắp tới chúng ta sẽ đưa cái chiến lược marketing này ra toàn cầu em Loan xin được một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ vừa rồi xin được uh, xin được mic lại cho em Richard em Richard ơi, okay. cảm ơn uh, chị Loan rất là nhiều vừa rồi mọi người đã được nghe về cái sản phẩm cũng như là cái công nghệ độc đáo của Uh, công ty Stemix đúng không ạ một trong những cái sản phẩm có thể nói là uh, độc đáo và khác biệt ở trên thị trường này và đương nhiên với cái sự khác biệt này thì công ty cũng sẽ uh, đưa ra những cái chiến lược cũng như cái định hướng để làm sao chúng ta có thể là gì ạ phát triển cùng đồng hành với công ty tốt nhất đúng không ạ cả nhà ở đây thấy sản phẩm này tuyệt vời như vậy thì ai sẵn sàng để cùng đồng hành cũng như là cùng gì ạ uh, phát triển thị trường cùng với cả STEMX ạ nếu mà cả nhà sẵn sàng mọi người hãy comment là SS được không ạ <laughs> <laughs> rồi chị Thủy Nguyễn đã là, đã là tôi đúng không ạ? SS đi ạ, anh Long SS. <laughs> rồi chị Tâm An rất là tuyệt vời trái tim. Đó chính là những cái điều rất là uh, rất là quan trọng. Đầu tiên khi chúng ta đã thấy sản phẩm tốt rồi, thì cái quan trọng tiếp theo đó là chúng ta cần phải là một cái tâm thái tốt, đúng không ạ? Chúng ta phải action, action ở trong cái tâm tâm thái đó là chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Và chúng ta khi chúng ta mong muốn thì chúng ta mới đạt được những cái kết quả, đúng không ạ? Và cái kết quả nó chỉ xảy ra khi chúng ta hành động mà thôi. <laughs> Và bây giờ em Thắng sẽ chia sẻ cho mọi người về về một số cái ý để mọi người có thể nhìn thấy rằng là x này nó không chỉ đơn giản là một sản phẩm tốt nữa, nó bên cạnh đó nó còn một cái chính, chính sách về marketing rất là tốt. Nó có tên là gì ạ? Cổ tức tiêu dùng và đây là nền kinh tế chia sẻ. Và trong nhiều năm qua thì mọi người thấy rằng là gì ạ? Với những cái chính sách cũ và cái cách làm cũ đấy ạ, nó sẽ không còn phù hợp ở trên thị trường này nữa và dần dần là gì ạ? Uh, những cái mô hình mới uh, hiện đại hơn cũng như là thông minh hơn rất là nhiều và cổ tức tiêu dùng nó không chỉ tốt cho chính những cái người uh, kinh doanh mà nó tốt cho chính cả những người tiêu dùng và giúp cho những người tiêu dùng là ở cùng với công ty và được sử dụng sản phẩm uh, được hoàn toàn miễn phí bên cạnh đó còn được cả tặng cả sản phẩm và tiền nữa thì điều gì tuyệt vời hơn nữa không ạ? Tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ? <laughs> Nếu mà tuyệt vời mọi người hãy comment rất là tuyệt vời đi ạ. Uh, em 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 thắng thì uh, biệt danh tên là Richard hiện giờ đang là follower của Vita Wellness và trong những cái hệ thống Skyteam, có nghĩa là bên trong đó thì bên bên em đang xây dựng ra một cái hệ sinh thái về chăm sóc sức khỏe, trong đó bao gồm những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như là tế bào gốc. Và bên cạnh đó là gì ạ? Trong nhiều năm qua thì em đã đào tạo và phát triển rất là nhiều các hệ thống ở các doanh nghiệp đã tạo lên top 1 trên thị trường này và đào tạo marketing online cho rất nhiều các đội ngũ. Đó và những cái thành viên mà hiện giờ họ đang phát triển cũng rất là mạnh và liên tục Uh, phát triển tiềm năng con người cũng như xây dựng các đội ngũ network marketing ở trên toàn cầu. Đó. <laughs> Và từ đó thì em đưa ra những cái tiêu chí để làm sao giúp cho tất cả anh chị lựa chọn được những cái công ty tốt, lựa chọn được công việc tốt. Cả nhà biết không ạ? Đây nó là một cái công việc có thể nói là gì ạ? Chúng ta không có gì ạ, uh, không có lại làm thuê cho ai, không có ông chủ không có gì ạ, uh, không có bất cứ một ai người ta quản lý mình cả thì đương nhiên chúng ta phải có những cái tiêu chí và lựa chọn làm sao để chúng ta có thể là làm được tốt nhất đúng không ạ? Thì đương nhiên thì phải tìm ra một công việc nào đó mà chúng ta không cần phải bỏ quá nhiều tiền, không cần phải thuê mặt bằng và kho bãi đúng không ạ? Thì điều này chúng ta đương nhiên là gì ạ? Với stemic chúng ta không cần. Và ở đây chúng ta có cần phải trả công nhân viên không ạ? Nếu như chúng ta khởi nghiệp kinh doanh với một cái sản phẩm nào đó đúng không ạ? Thì chúng ta phải bỏ ra rất nhiều vốn, 100 200 triệu, thậm chí 500 triệu chứ chắc đã thành công. Có những người bỏ ra hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng nhưng chưa chắc đã thành công. Nhưng ở đây là gì ạ? Giúp chúng ta là gì ạ? À, không cần phải trả công cho bất cứ một nhân viên nào cả và hàng ngày chúng ta không phải bị ai bắt ép cả và có thể chúng ta có thể coi đây là công việc làm part time được full time được hay là chúng ta thích thì chúng ta làm nhiều mà không thích chúng ta làm ít cũng được và ở đây chúng ta ở đây là gì ạ ngày chúng ta không cần phải làm mấy tiếng có những người chỉ cần làm có một tiếng hai tiếng một ngày người ta vẫn có thể có kết quả rất là tốt à đó công việc rất là tự do đúng không ạ ở đây thì cũng như vậy chúng ta không cần phải yêu cầu quá nhiều bằng cấp chúng ta không cần phải học đến gì ạ thạc sĩ hay tiến sĩ hay là luật sư uh, uh, giáo sư gì lớn cả mà chúng ta vẫn có thể là một người bình thường trở nên phi thường được. Cả nhà có thể comment. Và đây chúng ta có phải chi phí quảng cáo gì không ạ? Chúng ta không có chi phí quảng cáo bất cứ một cái gì tốn kém liên quan đến cái việc đó là chúng ta khi mà chúng ta làm việc. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Vì ở đây nếu như chúng ta mà gì ạ, uh, phải lại chi phí quảng cáo. Mọi người biết rằng là có nhiều công ty, ấy, họ họ bỏ ra rất nhiều chi phí quảng cáo rất là tốn kém, đúng không ạ? Nhưng chưa chắc đã đã là hiệu quả. Mọi người biết rằng là bây giờ là Uh, rất nhiều những ngành nghề mới nó đã uh, lên xu hướng rồi thì chúng ta phải làm sao chúng ta có những cái tiêu chí và lựa chọn. Và từ cái tiêu chí lựa chọn này thì em thắng đã lựa chọn ra một cái mô hình kinh doanh thời đại mới. Cả nhà có thể comment là mô hình kinh doanh thời đại mới. Điều đầu tiên đó là gì ạ? <laughs> đó là stemx đáp ứng cho mọi người đó là chúng ta kinh doanh toàn cầu thông qua hình thức affiliate marketing. Ở đây nếu như mà gì ạ, ai biết về hình thức affiliate marketing thì mọi người hãy gì ạ? Comment là số 2 được không ạ? affiliate marketing nó là gì ạ một cái đường link liên kết dựa trên nền tảng gì ạ à, web đúng không ạ chúng ta có thể gửi bất cứ nơi đâu ví như là ở ở tại việt nam chúng ta thì rất là nổi tiếng như là zalo đúng không ạ Line, whatsapp messenger facebook đúng không ạ vân vân và vân vân chỉ mới một được link thôi chúng ta có thể kết nối toàn cầu được thứ hai mọi người biết rằng cái làn sóng thương mại điện tử thì trước đó thì có gì ạ alibaba hay là amazon đúng không ạ vừa rồi thì chúng ta biết rằng là có làn sóng temu đúng không ạ nó đã gì ạ giúp cho đẩy mạnh và giúp cho rất nhiều các ông chủ của thương mại điện tử đứng lên hàng top đầu ngày xưa là sách ma thì bây bây giờ là gì ạ ông chủ của temu là gì ạ người giàu nhất trung quốc rồi nên mọi người biết rằng là thương mại điện tử nó là cái thứ mà không thể nào mà gì ạ thay đổi được nó là một cái gì ạ nó là một xu hướng rồi thì stemic cũng đã dựa vào đó để chúng ta có thể kết hợp affiliate và thương mại điện tử bên cạnh đó thì đây là một mô hình kinh doanh truyền thống như cả nhà nhá mô hình của chúng ta là gì ạ mô hình truyền thống chúng ta có thể là mua hàng trực tiếp trên thương mại điện tử và sau đó chúng ta dùng đó, thông qua cái đường link affiliate, chúng ta mua chúng ta mua mua xong rồi là chúng ta dùng và chúng ta dùng rồi bắt đầu chúng ta lại mua tiếp. Thì đó là một hình thức truyền thống để giúp cho mọi người có thể là tiêu dùng uh, hoàn tiền cũng như là được tặng tiền ở trên này. Đó. Cũng như mọi người đi ra ngoài kia nếu như mọi người mua ở bên ngoài kia, mọi người mua ở của một cái cây xăng nào đó đúng không ạ? Thì cái cây xăng đó nó sẽ không mang lại cho các bạn một cái một cái nguồn thu nhập <laughs> một cái nguồn thu nhập để cắt bách lại để cho các bạn mua 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 xăng tốt hơn đúng không ạ thì cái 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 đó thì nó sẽ không có lợi thế bằng cái gì ạ mô hình kinh doanh thời đại mới của mình đó chính là gì ạ chúng ta mua hàng ở đây chúng ta lại được tiêu dùng với cái giá thành niêm yết nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn được gì ạ tặng những cái sản phẩm chúng ta dùng tiếp bên cạnh đó chúng ta còn được tặng cả tiền nữa cơ thì điều gì hay hơn đó là chúng ta tiêu dùng tặng tiền rồi hoàn tiền ạ đó chính là cái mô hình kinh doanh thời đại mới mà em thắng ngày hôm nay muốn nhắc đến cho mọi người và chắc chắn rằng là đâu đó ở trong này buổi dung ngày hôm nay á thì có anh, những anh chị sẽ hiểu hơn về mô hình ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì công ty cũng sẽ không thể uh, thiếu được áp dụng một đó là mô hình bán hàng trực tiếp. Mô hình bán hàng trực tiếp nó là một mô hình kinh doanh cực kỳ thông minh và gì ạ? tất cả những cái người nào giàu có ở trên thế giới này thì đều gì ạ? feedback về ngành network marketing bằng ngành bán hàng trực tiếp đó là gì ạ nó là một ngành bán hàng thông minh nhất và giúp cho là tạo ra đòn bẩy giúp cho những cái người bình thường có thể trở nên phi thường đó, đó chính là network marketing này thì đây chính là bốn yếu tố để giúp cho tất cả anh chị có thể thành công cùng với stem tuyệt vời rất tuyệt vời ạ nếu rất tuyệt vời mọi người hãy comment mình là rất tuyệt vời một tuyệt vời thì mọi người hãy có mình là tuyệt vời được không ạ và ngày hôm nay em thắng sẽ chia sẻ cho mọi người một cái kế hoạch kinh doanh và giúp cho mọi người khởi nghiệp với cái số vốn vô cùng nhỏ nhưng giúp cho mọi người sẽ giúp được cho rất nhiều người tiêu dùng ngoài kia được dùng sản phẩm tốt mà lại có lợi cho chính những người tiêu dùng đó vậy thì chúng ta có sẵn sàng để chúng ta chia sẻ hay không ạ thứ hai là chúng ta ở đây là một mô hình kinh doanh bền vững nếu như anh chị em nào mà ở đây là gì ạ mà coi đây là một mô hình kiếm tiền nhanh thì em thắng phải chia sẻ thật đây không phải mô hình kiếm tiền nhanh đâu đây là mô hình kiếm tiền bền vững cả nhà thầy có mình được không ạ đây là một mô hình kiếm tiền bền vững ok tiếp tục ạ <laughs> và ở đây là một mô hình là gì ạ mô hình phát triển nhanh chóng vì sao ạ mô hình này á nó có ba cái tam giác mà giúp cho anh chị có thể phát triển bền vững được một là về sản phẩm thì không cần phải nói nữa rồi nó là very good rồi đúng không ạ Thứ hai đó chính là gì ạ? Giúp cho người tiêu dùng ở đây mãi mãi. Chúng ta tìm được một người, người ta sẽ dùng sản phẩm này mãi mãi vì người ta được tặng tiền mà. Tặng tiền sau đó người ta sẽ được mua tiếp, đúng không ạ? Bên cạnh đó là những cái người phát triển kinh doanh thì họ lại càng ngày càng bền vững và không cần phải đi giới thiệu quá nhiều người. Cũng có thể thành công được với mô hình này và cái hình thức mà tạo ra cái thu nhập ở trên cái cuộc đời này, ở trên cả cái thế giới này 7 tỷ dân này thì nó chỉ có bốn nhóm người duy nhất thôi. Nên như trong zoom này chúng ta nếu mà có ai đó thì chắc chắn chúng ta sẽ nằm một trong bốn cái nhóm này. Hoặc chúng ta có thể nhóm, nằm trong hai nhóm, hay ba nhóm gì đó. Cái nhóm đầu tiên mà nhiều nhất đó chính là nhóm làm công đó, cái nhóm làm công này thì uh, mọi người biết rằng là làm việc như 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng thì họ sẽ nhận được thu nhập hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng ngày tùy theo cái doanh nghiệp của họ. Họ làm một quán ăn hay là làm ở gì ạ ở một cái khu công nghiệp nào đó hay là làm ở đâu đấy sau khi đó họ có một cái tiền rồi đấy họ làm 5 năm 10 năm họ tích tốt có được tiền và nới kinh nghiệm và trải nghiệm rồi ạ thì họ thường thường có xu hướng là gì ạ những cái người đó họ họ lại phát triển lên cái đó là đi làm tư đúng không ạ một một số nhóm người là họ sẽ đi làm công và họ chỉ nhận được lương và sau đó họ nghỉ hưu đó là cái xu hướng nhiều nhất xu hướng thứ hai là họ là những người có tư duy tốt hơn một tí đó là họ đi làm tư những cái tỷ lệ thành công của những người làm tư này có cao không ạ đúng không ạ nó sẽ không cao và làm nhiều thì ăn nhiều làm ít thì ăn ít em ví dụ như là gì ạ em làm ở một cái quán phở em thấy quán phở này rất là ngon và em gì ạ em làm 5 năm ở quán phở này rồi em tích cóp đồng tiền và em mở một quán phở bên cạnh thì theo mọi người rằng mình ngày xưa mình đi làm thuê cho cái quán phở đấy nhưng khi mình làm thì chắc đã thành công chưa chắc chắc chắn có thành công không ạ và mọi người biết rằng tỷ lệ startup ở Việt Nam này thì cứ 1.000 startup thì có 800 startup chết đó trong một 5 năm năm thì đó là cái yếu tố có thể nói là vô cùng khắc nghiệt nha cả nhà nhé vậy thì những cái người giàu thì người ta làm như nào ạ người ta sẽ làm business có nghĩa là gì ạ người ta làm kinh doanh nhưng ở trên đây góc độ họ kinh doanh đó là họ sử dụng một cái đòn bẩy gì ạ họ dùng đòn bẩy về gì ạ con người có nghĩa là nếu như họ kinh doanh thì họ sẽ sử dụng đòn bẩy đó là nhượng quyền kinh doanh ví dụ như là những ông chủ của hai lần cà phê hay là gà rán kfc hay cà phê trung nguyên hay là gì ạ vinmark hay bất cứ một cái mô hình nào ngoài kia mọi nhìn nhìn thấy là gì ạ đó chính là làm chủ đấy mới chính xác là làm chủ. Còn nếu như làm tư mà chúng ta làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít đấy thì em hay nói với là Miss Loan là gì ạ? À, chị đang chị mấy em đang làm chủ nhưng mà làm cả chủ nhật. <laughs> đó chính là cái điều đó, đúng không ạ? Thứ hai đó là ở đây nó có kênh nó gọi là kênh investor, có nghĩa là kênh đầu tư. Cái kênh đầu tư nó sẽ tạo ra thu nhập thụ động nhưng ở Việt Nam của chúng ta đang gì ạ? na ná giống giống nhau và cái kênh đầu tư rất là nhiều đúng không ạ và em thắng nhấn mạnh lại bất cứ một cái chương trình nào đó là chúng ta ở những cái kênh đầu tư chính thống em không cổ xí cho cho mọi người những cái kênh đầu, đầu tư không chính thống nha đó là những cái kênh đầu tư vì mọi người có tiền mọi người có 5 tỷ 10 tỷ đúng không ạ mọi người trích ra 1 tỷ 2 tỷ mọi người mua một cái căn nhà mọi người cho thuê đúng không ạ mọi người gì ạ cho thuê mặt bằng hay là mọi người mua vàng hoặc là mọi người đầu tư chứng khoán hay cổ phiếu của những cái gì ạ được uh, của gì ạ? ủy ban chứng khoán nhà nước của chúng ta đúng không ạ ví dụ như vậy vân 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 vân, vân. Vậy thì những cái người mà tạo ra cái thu nhập thụ động ở đây thì mọi người thấy rằng là chỉ có làm chủ và đầu tư thôi đúng không ạ? Thì thu nhập thụ động nếu như những người làm công và những người làm tư này may mắn thì phải mất đến gì ạ? À? 20 đến 30 năm. Thường thường là những cái người mà thành công chắc là phải tầm khoảng từ 50 tuổi hoặc 40 tuổi trở đi thì mới có một chút thành tịnh đúng không ạ? Và lúc đó mới có tiền và đã tạo ra được thu nhập thụ động được nhưng rất khó nhưng cái cách là gì ạ hôm nay em thắng sẽ chia sẻ cho mọi người một cách là chúng ta chỉ cần ít vốn thôi kiến thức rất là ít thôi kinh nghiệm chúng ta cũng không cần nhiều và rủi ro chúng ta không có đó là em thắng sẽ chia sẻ cho mọi người bật mí cho mọi người cái công thức thành công của những người mà gì ạ giàu có ở trên cuộc đời này đó chính là công thức là gì ạ với những người làm công họ làm một họ sẽ gì ạ tích lũy tích lũy dần Ví như là một cộng một bằng hai sau đó hai cộng hai bằng bốn hay bốn cộng bốn bằng tám nhưng với những cái người làm chủ ạ <laughs> thì mỗi người mới đầu thì họ sẽ gì ạ? chọn lựa lựa chọn đó là theo phép tính nhân. Đó là đầu tiên họ sẽ làm từ địa 1 x 1 thì rất là thấp rồi. Mọi người thấy rằng rất là vất vả đúng không ạ? Nhưng 2 x 2 thì bằng 4 rồi. Nhưng 4 x 4 bằng 16 rồi. Nhưng 8 x 8 bằng 64. Cả nhà có thể nhìn từ số 1 đến số 9 thôi ạ. Thì cái tốc độ là gì ạ? dấu cộng chỉ chỉ có là 512 thôi. Nhưng với dấu nhân của nó là 65.536 rồi. Nó gấp hàng nghìn lần so với cả những cái gì ạ? cách làm cũ. Thì vậy thì ngày hôm nay em Thắng đã chia sẻ cho mọi người cái cách để làm chủ rồi. Thì vậy thì làm sao để chúng ta có thể làm chủ được? Đó chính là chúng ta sử dụng đòn bẩy cấp số nhân và chính là stem cell này. Đúng không ạ? Với một mô hình tiếp thị hoàn toàn mới sẽ giúp cho mọi người sử dụng cái đòn bẩy đó và trở thành những ông chủ thực sự và những người tự do tài chính thực sự cùng với stem x và ở đây chúng ta sẽ được cam kết đồng hành và chia sẻ và cùng nhau chiến thắng đúng không ạ thông qua bảy cái khoản thưởng và đây là một bảy cái khoản thưởng có thể nói là vô cùng tuyệt vời cho tất cả những người tiêu dùng những như là người kinh doanh đúng không ạ chúng ta đều win win cả nhà có thể có hai động từ win win được không ạ <laughs> ở đây chúng ta đều ai cũng có thể trở thành một người chiến thắng và đều nắm bắt đúng cái cơ hội thôi chúng ta có thể thành công được với nó đúng không ạ cái tiền thưởng đầu tiên mà dành cho chính là những người tiêu dùng là những cái người quan trọng nhất đó chính là khi chúng ta vào đây chúng ta mua sử dụng sản phẩm thôi thì chúng ta sẽ được hoàn lại cái tiền chi tiêu khi chúng ta có gì ạ có người thành viên tham gia giống như chúng ta và đây là một phần thưởng vô cùng lớn đó chính là chúng ta sẽ được thưởng lại là 450 pp tương đương với 450 đô và 125 cp tương đương với 125 đô và ở đây chúng ta xếp hàng và chúng ta nhận về cái phần này bằng một cách miễn phí nhé cả nhà nhé. Nhưng bên cạnh đó chúng ta sẽ được tiếp tục xếp hàng khi chúng ta nhận được cái này thì ngại mọi người hình dung là gì à? Đây là cái cách để công ty sẽ giúp cho người tiêu dùng là ở đây tiêu dùng mãi mãi và được tặng tiền và được hoàn tiền miễn phí và cũng cách cách như vậy thôi ạ à, cái tiền thưởng chi tiêu dành cho những cái người tiêu dùng <laughs> những người tiêu dùng đó là 1.000 PV đó là người ta chỉ cần mua vào đây là 1.000 và 1, 000, à, 1 PV thôi và chỉ có 5 người mua như chúng ta ở trên toàn thế giới mọi người vào đây không cần phải giới thiệu bất cứ một ai nhé không cần phải giới thiệu bất cứ một ai chúng ta vẫn nhận về 900 PP và 250 CP em sẽ giải thích kỹ hơn cho mọi người biết 900 PP là gì 900 PP nó là product point có nghĩa là điểm sản phẩm cái điểm sản phẩm chúng ta chỉ được mua sản phẩm thôi và các boy là chúng ta có thể rút ra được một Card boy tương đương với một đô cả nhà nhé đó. Thì với cái tiền thưởng này thì ạ, cái người tiêu dùng thì họ càng ngày họ tiêu dùng càng nhiều lên và họ càng ngày càng càng mua tiêu dùng như thế thì những cái người giới thiệu ra những cái người tiêu dùng này thì có được nhiều tiền không ạ? Rất rất nhiều tiền. Và chúng ta chỉ cần là nỗ lực và đều có thể thành công giống nhau được hết cả, đúng không ạ? Thông qua cái việc đó là chúng ta hãy cố gắng để đạt được những điều kiện Vì vào đây đơn đơn giản nhất chúng ta mua một sản phẩm chúng ta thể trở thành một member rồi. Nhưng cách thứ hai chúng ta có thể làm được nữa đó chúng ta là, là gì ạ? Trở thành silver ngay khi chúng ta mua 1000 PV này. Và chúng ta nhận được ngay là gì ạ? À, trở thành silver và silver được cái gì thì em sẽ giải thích cho mọi người nhá. Tiếp theo là gold là gì ạ? 5000 PV, đúng platinum là 25000 PV. Đấy, thì cái danh số nhóm ở đây khi chúng ta được đáp ứng từ member đến gì ạ? Ambassador thì nó một số cái gì ạ? điều kiện cần và đủ để làm sao chúng ta có thể lựa chọn được cái này thì gì ạ cái này thì mọi người có thể cần thì em sẽ gửi cho mọi người thế đơn giản là mọi người sẽ được tích lũy cộng dồn mãi mãi là quan trọng nhất nên là kiểu gì kiểu mọi người chỉ cần ở đây lâu và mọi người sống thì ạ cùng nhau đồng hành thì chắc chắn là mọi người sẽ gì ạ chắc chắn sẽ trở thành ambassador với công ty này rất là đơn giản thôi ạ và từ những cái danh xếp hạng đó thì mọi người sẽ được cái tiền thưởng trực tiếp từ 10 đến 20% tùy theo cái danh hiệu vì mọi người người là silver là gì ạ mua gói 1.000 PV thôi mọi người đã được 12% rồi nhưng mà cái đó là mọi người sẽ tích lũy cộng dồn lên được dần dần là 20% và đó là tiền thưởng đầu tiên đó là tiền thưởng hoa hồng tri ân giới thiệu của mọi người dành cho những cái người vào đây uh, cùng mua hàng hoặc kinh doanh đó uh, tiếp theo đó là cái tiền thưởng tích lũy Ở đây khi chúng ta tích lũy lên một cái vị trí cao hơn rồi, đó là vị trí vị như là ambassador, thì chúng ta đã được là 20% đúng không cả nhà? Vậy thì uh, khi mà ambassador này giới thiệu ra một người A, người A này, này được có 10% thôi. Thì công ty rất là nhân văn đó là khi người A này giới thiệu ra một người khác mà người A này là normal thôi, chỉ được có 10%. Thì cái 10% còn lại là gì ạ? sẽ chuyển lên ambassador. Vì ambassador được 20% đúng không cả nhà? Thì chúng ta sẽ được phần trinh lệch như này. Đó là công ty sẽ không lấy cái gì của mọi người cả. Và công ty sẽ trả hết cho mọi người đấy. <laughs> Dạ vâng, cảm ơn cô Hồng Vân và cảm ơn chị Thủy Nguyễn đã tương tác rất là nhiều. Cả nhà hãy cùng học tập cũng như là gì ạ? Cùng tương tác như là gì ạ? À, chị Thủy Nguyễn nhé. Và với cái sự nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp tiếp theo đó là chúng ta sẽ có hai cái phần thưởng sách vô cùng tuyệt vời. Cả nhà đừng có bị áp lực vì kiểu gì chúng ta cũng lấy được. Có thể là một ngày chúng ta lấy được, 10 ngày, 100 ngày, thậm chí là 1.000 ngày. Khi nào chúng ta đạt được thì chúng ta vẫn lấy được. Nên đây là phần thưởng không phải là treo lên, mà phần thưởng là chắc chắn chúng ta lấy được nếu như chúng ta nỗ lực nên là mọi người hỏi hãy định định vị rõ cái tiền tưởng jackpot này là là chúng ta đã được rồi bản thân chúng ta đã được trong cái tài khoản của anh cả nhà nhé và 888 đô dành cho jackpot một đó là chỉ cần chúng ta giới thiệu ra 9.000 pv ở bên tay trái và gì ạ 9 pv ở bên tay phải chúng ta có hai cái nhánh thì ở đây chúng ta sẽ được là gì ạ nhận ngay 888 đô tương đương với 21 triệu gì đó và ngoài ra chúng ta không ngừng nỗ lực để tiếp theo chúng ta sẽ được hưởng là jackpot 2, đó là chúng ta sẽ được hưởng là 2888 đô nó rơi tầm khoảng làm 72 triệu gì đó. Thì cái này cũng đơn giản thôi, đó là chúng ta chỉ cần có 18.000 PV ở bên tay trái và 18.000 PV ở bên tay phải và chỉ có những cái người ở gói 1.000 PV trở lên với được tích lũy cộng dồn vào cái nhóm này cả nhà nhá. Đó. <laughs> và cái việc đó là khi chúng ta phát triển ở đây ấy, thì mọi người hiểu rằng đây là một sơ đồ 102 đúng không ạ 102 120 thì đều là gì ạ nó là thể hiện sức mạnh của đoàn đoàn kết và đoàn kết nó là sức mạnh của thành công đúng không ạ và công ty cũng sẽ gì ạ à, có thêm một phần nữa dành cho mọi người đó chính là tiền thưởng ghép cặp cái tiền cái tiền thưởng ghép cặp này sẽ sử dụng là hai cái vùng đó là cái vùng lớn và vùng nhỏ để ghép vào với nhau để tạo ra doanh số là gì ạ một vùng lớn là 350 PV và một vùng nhỏ là 150 PV và cứ như vậy chúng ta sẽ nhận được 25 đô. Và chúng ta gì ạ? Càng ghép nhiều thì chúng ta được càng nhiều và chúng ta ghép ít thì chúng ta được ít thôi ạ. Đó, kiểu gì chúng ta cũng được. Nhưng ở đây được cái tiền ghép cặp ấy, nó vẫn tính cả tiền là gì ạ? Những cái người tiêu dùng khi chúng ta vào đây. Với người A người ta mua đúng không ạ? Người ta mua có 1000 PV rồi thì lần sau khi họ xếp hàng được 5 đúng không ạ? 5 lần thì họ có tiếp tục họ xếp hàng không ạ? Họ xếp hàng thì mình vẫn được tính cái PV của cái gói xếp hàng đấy vào trong cái gì ạ? cái danh số của mình để mình được kép cặp cả nhà nhá. Đấy là điều vô cùng tuyệt vời mà nó tạo ra thu nhập thụ động cho mọi người. Cái tiền product product point thì mọi người sẽ không được tính, nhưng cái tiền card boy mọi người sẽ được tính và ghép cặp. <laughs> và từ đó chúng ta sẽ được cái tiền thưởng ghép đôi nó tương đương với cái số cặp một ngày chúng ta được ghép. Chúng ta càng lên rank cao chúng ta được ghép càng nhiều cả nhà nhá. Chúng ta sẽ được từ 10 đến 25 cặp. Đó. Rồi thì đây chính là một cái phần là gì ạ? Chúng ta được gọi là được gọi là uh, thu nhập thụ động hoàn toàn cùng với tiền thưởng toàn cầu như này. Thông qua một cái quỹ pool của Global thì cái quỹ cái pool của Global này thì nó sẽ chia ra từng ranh. <laughs> cái ranh đầu tiên sẽ dành cho chính là những người tiêu dùng xuất sắc đúng không ạ? Những người tiêu dùng uh, bỏ ra 1.000 PV thì sẽ nhận ngay silver và được nhận ngay quỹ pool 15%. Chúc mừng cho tất cả anh em silver cả nhà nếu ai trong nhóm đúng không? Mọi người thấy rằng là gì ạ? Nguyên từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì nguyên hệ thống của chat đúng không ạ? Hơn 15, ấm, hơn 15 cái ID silver rồi đúng không ạ? Hơn 15 ID silver để tiếp tục xếp hàng vào toàn cầu đúng không ạ? Bên cạnh đó là gì ạ? Chúng ta tiếp tục tiến lên một cái bước gold rất là đơn giản thôi. Chúng ta được chia quỹ pool là 15%. Platinum là 20%, Diamond là 20%, Emerald là 15% và Ambassador là 15%. Thì cái quỹ pool này chia thì đơn giản thôi. Công ty sẽ trích ra 10% doanh số toàn cầu chia lại gọi là một cái dạng gọi là cổ tức cho mọi người dựa trên là nó là 10% cái doanh thu. Thì 10% doanh thu này mọi người sẽ được chi trả hàng ngày, sau đó là mọi người sẽ được rút hàng tháng. Từ đó là mọi người sẽ được như như là chia 1 triệu đô thì cái quỹ pool fever thôi là 150.000 đô thì nếu như người tiêu dùng 1.000 đô mà được gì ạ? nghìn người thì mỗi người được nhận về trăm đô có tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ? Đúng không ạ? Gold mà lại nhận về 150.000 đô thì rất tuyệt vời hay rất là hay là vô cùng tuyệt vời ạ. Platinum cũng vậy, Platinum thì đương nhiên là vị trí càng cao thì chúng ta sẽ càng khó đúng không ạ? Thì Platinum ở đây của chúng ta là gì ạ? À, ví dụ có 100 người thôi mà 200.000 đô mà chia cho 100 người thì mỗi người nhận về được bao nhiêu tiền ạ? Cái này có thể chia giúp cho em được không ạ? Có phải là gì ạ? Có phải là mọi người mỗi người được là 20.000 đô không ạ? 20.000 đô thì chúng ta đã đủ đủ gì ạ? Thu nhập thụ động chưa ạ? Nếu như chúng ta mà được thu nhập 20.000 đô rồi chắc chắn chúng ta thu nhập có phải là gì ạ? Ít nhất là 50.000 đô rồi. Tiếp theo là gì ạ? Uh, diamond là 200.000 đô và emerald là 150.000 đô cứ tương đương với phần trăm chúng ta chia ra. Đó để chúng ta hưởng cái tiền thưởng toàn cầu này cả nhà nhá. Và đây là một cái tiền thưởng gì ạ? Tuy rằng nhìn gì ạ? rất nhỏ bé nhưng nó sẽ tạo ra cái thu nhập cho mọi người gọi là thu nhập thụ động hoàn toàn. Tiếp theo đó chính là tiền thưởng mua lại ở đây mọi người thấy rằng là người tiêu dùng thì khi mọi người giới thiệu một người sẽ chắc chắn là có một người giới thiệu năm người thì chắc chắn có năm người và giới thiệu một nghìn người chắc chắn có một nghìn người nên chúng ta không cần phải tuyển dụng quá nhiều người chúng ta từng bước hiện đại chúng ta từng bước chúng ta đi lên thôi ạ và chúng ta chỉ cần có tạo ra hệ thống một nghìn người thôi thì mỗi công thức là gì ạ cứ 100 pv mua lại thôi chúng ta được tạo ra 20 PV và chia cho 10 thế hệ và 10 thế hệ này mỗi thế hệ được 2 PV tương đương với 2 PV là tương đương với 2 đô và nhân ra thì chúng ta sẽ được rất rất nhiều tiền cả nhà nhé đây là một nguồn tiền thu nhập thụ động hoàn toàn luôn cả nhà và đây nó chính là một cái mô hình kinh doanh mà em Thắng có thể đưa ra offer cho mọi người đó chính là mô hình khởi nghiệp kinh doanh không rủi ro cả nhà nhá. Ở đây thì em Thắng là gì ạ? À? Nhấn mạnh với mọi người ở đây kinh doanh ở đây chúng ta không có bị mất một cái gì cả, chúng ta chỉ có được thôi. Chúng ta được đầu tiên đó chúng ta được đào tạo chuyên môn từ A đến Z. Đây là điều vô cùng tuyệt vời. Thứ hai chúng ta được team support phát triển global trên toàn cầu này. Thứ ba là vừa tiêu dùng vừa kiếm tiền. Ở đây chúng ta vào tiêu dùng cũng được, chúng ta kiếm tiền cũng được tùy mọi người có thể lựa chọn ở đây chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới cùng với nhau và cùng có thể tham gia gì ạ đi Anh Pháp Mỹ Đức Đài Loan Nhật Bản Hàn Quốc tất cả các nơi và mua nhà mua xe ở đây thì đương nhiên chúng ta khi thịnh vượng rồi thì công ty sẽ gì ạ tri uh, ân cũng như phát triển cùng với mọi người vô cùng tuyệt vời ở đây không có một rủi ro gì cả chỉ với số vốn là một hai đô tương đương với một nghìn pv thôi là mọi người đã có một cái cơ hội kinh doanh nhượng quyền trên toàn cầu và phát triển trên toàn cầu với gì ạ một hệ thống support từ anez cho mọi người thì mọi người có sẵn sàng không ạ nếu sẵn sàng mọi người hãy comment là sẵn sàng đi ạ. Và đây em Thắng sẽ đưa ra một số offer cho mọi người để mọi người có thể nhìn thấy rằng là đây là một cái offer vô cùng tuyệt vời để tạo ra thu nhập thụ động cho mọi người và tiêu dùng hoàn vốn uh, cho mọi người luôn nhé. Đầu tiên vị mọi người vào gói 1000 PV thì cái điều đầu tiên mọi người nhận được gì ạ? Chúng ta sẽ nhận về 1.200 đô sản phẩm. Chúng ta có thể mua, mua rồi chúng ta có thể bán đi hoặc là uống hoặc là tặng hoặc làm cái gì đó. Đó là cái quyền của chúng ta đúng không ạ? Thứ hai, đó là chúng ta được ID kế thừa chọn đời như Miss Loan vừa nói đúng không ạ? Chúng ta làm rồi chúng ta sẽ dành lại cho con của mình, dành lại cho gì ạ? cháu của mình đúng không ạ? Rồi nhận chiên tiêu dùng chọn đời, chúng ta chiên ở đây chúng ta tin chiên tiêu dùng chọn đời 900 PV và 200 năm đô chọn đời. Chúng ta như cái nồi cơm thạch xanh chúng ta nhận rồi chúng ta lại nhận tiếp, nhận rồi chúng ta nhận tiếp. Cả nhà có thể comment cái mô hình kinh doanh của chúng ta đó là mô hình kinh doanh đó là chính là gì ạ? Nồi cơm thạch xanh được không ạ? Ở đây có ai biết cái nồi cơm của thạch xanh không ạ? À, khi có một cái đội quân ấy, đến đánh là đội quân đấy rất là đói và gì ạ nhờ vào nồi cơm thạch xanh này chỉ cần gảy đàn mà thôi là gì ạ nồi cơm đấy liên tục gì ạ lấy cơm ra cho gì ạ tất cả quân lính để ăn và sau đó gì ạ được chiến thắng đúng không ạ người tiêu dùng được mua hàng lần lượt chọn đời đúng rồi chính xác đấy ạ tiếp theo chúng ta kinh doanh khởi nghiệp thông minh tạo ra x 3 nguồn thu nhập thì thường thường ở đây em thắng sẽ khuyến nghị cho tất cả những người anh chị em nào trong này kinh doanh mọi người hãy lựa chọn khuyến nghị theo đó là cái mô hình số 2 đó là kinh doanh khởi nghiệp thông minh tạo ra nguồn thu nhập x 3 đó thì chúng ta sẽ tạo luôn ra ba cái ba cái mã đó chính là ba mã sắt của chúng ta đó chính là 1.000 pv đó và chúng ta sẽ được ghép đôi đó là gì ạ một cái cặp đầu tiên đó là nhân hai đúng không ạ và nhận sản phẩm là gì ạ ba nghìn đô và chúng ta thể mua về chúng ta bán hoặc chúng ta kinh doanh hoặc chúng ta uống hoặc chúng ta tặng và chúng ta cũng được ba id thừa kế trọn đời vô cùng tuyệt vời đúng không ạ chúng ta tặng cho mẹ chúng ta một cái tặng cho vợ chúng ta một cái cho chồng chúng ta một cái hoặc tặng cho con chúng ta tùy theo cái gì ạ À, cải cách của chúng ta và nhận thêm ba cái quyền chiên tiêu dùng trọn đời và đồng chia ở đây chúng ta sẽ nhận được là gì ạ à? đồng chia toàn cầu 3 x 15 phần trăm quỹ bùn có nghĩa một ngày nếu chúng ta nhận được về 10 đô thì chúng ta nhân được 3 là thành bao nhiêu đô ạ à? có thể bằng 30 đô không ạ à? 30 đô mà nhân cho gì ạ à? 30 ngày thì chúng ta được bao nhiêu tiền ạ à? là có phải là được 900 đô ạ à? 900 đô mà nhân uh, sơ sơ tôi có phải là thu nhập của chúng ta hơn 20 triệu được không ạ à? thì vậy là tuyệt vời rất là tuyệt vời ạ à. Em nghĩ rằng là gì ạ? Siêu tuyệt vời chứ không phải là rất là tuyệt vời. Và đây là offer tiếp theo để dành cho mọi người, dành cho những cái đối tác, những cái doanh nghiệp cũng như là những người phát triển kinh doanh truyền thống đấy ạ. À, thường anh chị ấy sẽ là những cái người mà phát triển kinh doanh rất là tốt và sẽ lựa chọn luôn là gì ạ? À, những cái hình thức đó là trở thành gold. Và gold là được đồng chia 15% toàn cầu đúng không ạ? Nhưng bên cái đó là sẽ có hai offer. Một là chúng ta có thể đấu, đầu tư, chúng ta đầu tư ngay một cái gói là 5000 PV, chúng ta nhận ngay một cái ID sản phẩm đó ngàn đô. và nhận ngay gì ạ? ID, ID Gold ở thời kế chọn đời và nhận quyền chiên tiêu dùng chọn đời. Và đồng chia toàn cầu đây là đồng chia quỹ Pool Gold 15%. Và Gold thì đương nhiên là sẽ ít hơn so với cả là Silver rồi nhưng chúng ta sẽ được chia nhiều hơn. Và Hồng trực tiếp kinh doanh chúng ta sẽ được hưởng luôn là 14% và nhận thưởng ghép đôi 15 cặp trên một ngày nhé cả nhà nhé. Mắc chúng ta đã kiếm được vài trăm triệu một tháng rồi. Tiếp theo đó là gì ạ? À? Chúng ta có một cái offer tiếp theo. Chúng ta offer này thì rất là tuyệt vời đó là gì ạ? À? Chúng ta có thể là uh, chúng ta nhận về 13.200 đô sản phẩm và nhận 10 ID silver thư kế thừa chọn đời. Chúng ta phải cho tặng hoặc bán cho bất cứ ai đúng không ạ? Và chúng ta nhận ngay 10 ID trên tiêu dùng chọn đời và chúng ta nhận ngay đồng chưa tiêu dùng là gì ạ? À? Toàn cầu là 10 ID nhân 15% quỹ pool và nhận ngay hội trực tiếp kinh doanh khi là một ID gold là 14% và 9 ID silver là 12% rồi. Và chúng ta tưởng tích lũy là 2% trên một ID của gold rồi. Và đây chúng ta thưởng ghép đôi là một ID Gold chúng ta được 15 cặp trên một ngày thu nhập chúng ta đã vài trăm triệu một tháng và 9 ID Silver chúng ta được vài trăm triệu một tháng nữa rồi. Thì điều gì tuyệt vời hay là rất tuyệt vời đúng không ạ? Và chúng ta khi chúng ta cơ cấu xong như này chúng ta sẽ nhận ngay về là hơn 2.000 đô khoảng là khoảng là tầm khoảng là gì ạ? hơn 50 triệu gì đó có phải là rất là tuyệt vời không ạ nếu như nếu chúng ta lựa chọn kinh doanh lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái điều tuyệt vời hơn để chúng ta làm rồi ạ nhưng nếu như anh chị em lựa chọn cái kết quả thì đương nhiên là mọi người hãy lựa chọn cái hình thức là gôn này và em biết rằng là thì trong hệ thống có rất nhiều anh chị em đang lựa chọn gôn để đây coi đây là một cơ, cơ hội giúp cho thì rất nhiều người trở thành thành công và cũng như là giúp chúng ta đi nhanh hơn đúng không ạ <laughs> vậy thì một cái công thức công thức nhân bản thì đơn giản như này ạ em tháng chỉ mục tiêu cho mọi người là một 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 tháng mọi người chỉ giới thiệu cho em hai member thôi người đó có thể là người kinh doanh hoặc là người gì đó em không cần quan tâm là người đó là người kinh doanh hay là người tiêu dùng nhưng chỉ cần hai người thôi và giúp cho cái người đó thì ạ à, giới thiệu hai người như chúng ta trong vòng 30 ngày thôi thì với cái cấp độ là cấp số nhân như thế đúng không ạ cái ngày đầu cái bài đầu tiên em chia sẻ cho mọi người đó chính là gì ạ à? cái bài toán của những cái người tỷ phú đó chính là cấp số nhân và đây chúng ta áp dụng ngay như vậy thôi chúng ta chỉ cần 12 tầng tương đương với 12 tháng và cái doanh số PV chúng ta cứ nhân với 1.000 thôi và nhân với lượng người chúng ta đã đến là gì ạ 8 triệu 192 000 PV thì mọi người biết rằng là chúng ta đã chạm con số là 8 triệu đô tương đương với 200 tỷ rồi bằng cái công thức là gì ạ à, bằng cái công thức sao chép 12 tầng và cái công thức này chúng ta sẽ tạo ra cái thu nhập kép cặp vô cùng thụ động và gì ạ danh đồng chia của chúng ta tăng dần tăng dần theo thời gian đó chúng ta tăng từ danh gold lên danh platinum và danh emerald và danh ambassador và ngoài ra thì em chỉ tính đơn giản như này thôi một cái member thấp nhất khi chúng ta tạo ra như này thì ít nhất một member khi chúng ta giới thiệu được chúng ta sẽ được 2 đến 20 đô thu nhập thụ động một tháng và nhân ở đây mới 12 tháng khi chúng ta tập trung cam kết đồng hành 12 tháng thì chúng ta tạo ra được 16.384 đô có nó khoảng tầm khoảng là 500 triệu Việt Nam đồng đến thì ạ 163.840 đô tương đương với 5 tỷ đồng. Và ngoài ra chúng ta còn được đồng chia ranh đúng không ạ? Và tiếp theo là chúng ta thưởng kết cặp thì trung bình một ambassador bây giờ hiện giờ thu nhập nó có khoảng là 10 đến 20 tỷ thì cả nhà có cố gắng xứng đáng để chúng ta có phát triển để trở thành những những global ambassador không ạ? Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ? Như là gì ạ? Miss Sunny đúng không ạ? Đang đang là ở vị trí là Diamond đúng không ạ? Và bên dưới hệ thống của Sunny bây đang có khoảng là gần 2.000 ID. Thì vậy thì ạ? Uh, Sunny sẽ tạo ra được cái việc đó là nếu như cái mức thu nhập hiện tại mà Sunny có thể nhận được đó là gì ạ? Là mức uh, diamond thì là thu nhập là 10 à 20% đồng chia danh số toàn cầu. Ví dụ như là cái quỹ pool này có 20.000 đô mà có chỉ có 2 người thôi thì Sunny sẽ nhận về 10.000 đô rồi. Và mỗi một ID sẽ tạo ra 2.000 à 2 đô cho một người thì Sunny có 2.000 người thì được là 4.000 đô rồi đúng không ạ? và trung bình ghép cặp mà uh, chia rank này nữa thì trung bình thu nhập của Sunny sẽ rơi vào tầm khoảng 500 đến 1 tỷ đồng. Thì đó là gì ạ? Chỉ mới có làm 3 tháng thì điều đấy là tuyệt vời hay rất tuyệt vời cả nhà. Đó chính là điều rất rất là tuyệt vời. Và em thằng cũng đang gì ạ? Đang đang là ở mức là gì ạ? Mức Platinum đúng không ạ? Và chắc chắn em sẽ trở thành một một uh, một uh, một diamond sẽ sớm thôi, trong cái tháng này là tháng sau là chắc chắn em đạt rồi. Và thời điểm là cái yếu tố quyết định thành công và đây là cái cơ kinh doanh thế kỷ và chúng ta đừng có chờ đợi gì cả lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực rất là nhiều ờ, kể cả vào đây những anh chị em thì chỉ là người tiêu dùng thôi chúng ta đi chậm thôi cũng được không sao chỉ cần chúng ta không dừng lại chắc chắn đây là mô hình dành cho bạn và giúp cho các bạn thành công và rất nhiều người ngoài kia chúng ta đã không thành công ở những mô hình khác rồi thì em dám khẳng định mọi người mọi người sẽ thành công được với cả stem x đó và em sẽ chờ đón mọi người cũng như công ty sẽ chờ đón mọi người uh, ở đây để giúp cho mọi người có thể là gì ạ uh, thành công ok không ạ và đây có một số thông tin nữa sẽ dành cho gì ạ? À, 100 uh, nhà lãnh đạo mã kim cương trở lên, có nghĩa là những cái người mà là gì ạ? À, đăng ký là 1000 à uh, 1000 ID đúng không ạ? Thì 9 giờ đến 12 giờ thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024 ở nhà hàng Hương Việt ở địa chỉ là 22 Đỗ Đức Dục, Hà Nội này thì có dành tặng cho gì ạ? À, tất cả những người mã kim cương này, những cái thông tin chi tiết về cái chương trình này thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp với cả gì ạ? À. Hãy liên hệ trực tiếp với Mít Loan nhé. Uh, liên hệ với Mít Loan để Mít Loan có thể là chia sẻ cho mọi người chương trình này, cũng như tí nữa thì uh, uh, bên ban lãnh đạo của PAP sẽ gì ạ uh, sẽ gửi cho mọi người thông báo cũng như là để mọi người nắm được thông tin rõ hơn nhé Đó, để mọi người có thể đến đó để chúng ta cùng gặp nhau được không ạ? Ok uh, Cả nhà vừa nghe thế là thấy về cái phần chính sách mọi người thấy hào hứng ạ Hào hứng hay rất là hào hứng ạ Và đó chính là cái điều mà em Thắng muốn nói với mọi người đó chính là chúng ta hãy uh, dành thời gian tập trung, tìm hiểu thật kỹ vì cơ hội của chúng ta chỉ cần lựa chọn đúng một lần thôi đúng không ạ ở ngoài ở ngoài kia mọi người thấy rằng là gì ạ rất nhiều mùi đâu đó na ná giống giống đúng không ạ nhưng mọi người nhìn thấy rằng là gì ạ ờ, để mà thành công được thì chúng ta cần một sự tập trung cũng như là gì ạ cam kết đồng hành thì đó mới là cái sự quan trọng để giúp cho chúng ta thành công và một lần nữa em thắng chúc mọi người thành công hơn nữa cùng với sự nghiệp của stem cell và coi đây là một cái sự nghiệp chọn đời của mọi người nhé và bây giờ em thắng sẽ nhường mic lại cho missy để kết nối cùng với chương trình đó kết nối với cả ceo cũng như là lãnh đạo của stemx ở trên toàn cầu được không ạ Vâng Hello xin chào tất cả các anh chị em và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn uh, lãnh đạo Thắng và cảm ơn uh, lãnh đạo Loan đã nhật đã uh, rất chi là dùng tâm huyết và uh, tập trung ngày đêm để làm những cái uh, slide để chia sẻ cho mọi người những thông tin thật chính xác và để cho mọi người cập nhật những thông tin mới nhất À, tất cả cả nhà chúng ta cùng cho uh, chat và lãnh đạo Loan những cái uh, những cái trái tim tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy tình cảm ơn ạ. OK thì uh, sau đây uh, sẽ, sẽ, sẽ phần á. chia sẻ và phần kết nối của bên Sunny uh, sẽ kết nối uh, uh, CEO của Đài Loan và CEO của bên uh, marketing của bên Malaysia và uh, và tiến sĩ vũ sẽ là những người giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc về thị trường và những cái về sản phẩm thì trước tiên sẽ mời ceo của PIP uh, tập đoàn của PIP uh, sẽ áng, uh, lên để dưới, uh, để nói thêm về phần cái chiến lược uh, chiến lược sắp tới của thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài và chiến lược uh, um, chuẩn bị để bùng nổ cho toàn cầu và có những cái câu hỏi gì của các anh chị em ở đây có những câu hỏi gì thắc mắc gì chúng ta cũng có thể là giao lưu trực tiếp uh, giao lưu trực tiếp thì Sunny sẽ là người kết nối và thông dịch cho mọi người. Uh, chúng ta cho những cái chàng uh, cho những cái ai xin thả uh, thả những cái trái tim để đón chào CEO của uh, Đài Loan lên ạ. À. À, chính là cờ sứ chính chàng chính chàng hiểu trai mà. Uh ở đây chỉ tôi bởi vì uh, máy của uh, ICO đang bị có vấn đề nên là không mở được cái cam ra mọi người thông cảm nha. Ok. 好，那跟各位分享一下哈，呃，我们植物智能呢，现在整个平台升级，因为为了跨国事业，我们升级了。 Uh, xin chào mọi người, uh, tôi tên là A Hồng. Uh, hiện tại uh, tôi đang đảm nhiệm với cả chức vụ CEO của thị trường uh, P&P và thị trường toàn cầu. Thì uh, sắp tới đây uh, vì sao mà chúng tôi có một cái sự bảo trì và nâng cấp cái hệ thống bởi vì là uh, chúng tôi muốn là liên kết đánh ra thị trường toàn cầu. Nên là chúng tôi nâng cấp uh, hệ thống tốt hơn và những cái chiến lược chính sách để tốt hơn

Uh, và nâng, nâng cấp lên như vậy sẽ giúp được cho chúng ta là thu hút được rất nhiều những cái cỡ, những cái khách hàng, người tiêu dùng và những các những, những lãnh đạo những người mà có tâm huyết cùng đồng hành với uh, với tập đoàn chúng ta với chúng ta. Nó cái sản phẩm chúng có phân hồng đúng và vừa lấy chúng ta cũng đã được nghe dứt chat và lãnh đạo Loan đã cũng có chia sẻ là chúng ta có một cái quỹ là đồng chia toàn cầu 10% uh, có phải không ạ? À? Vì Tôi... hey, 未来, Ừ. và sắp tới hiện tại bây giờ là trong cái phòng zoom chúng ta có 33 lãnh đạo và sắp tới có có các lãnh đạo toàn cầu là có những cái phòng zoom và mỗi người nước nào sẽ có dịch sang nước đó là sẽ uh, cả hàng mấy ngàn người cùng ở bên trong zoom có khi là zoom của chúng ta là đã lắp đầy luôn rồi không ok sẽ có Malaysia, Thái <laughs> Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, đều sẽ Nhưng tôi yêu cầu và tôi cũng đã hứa hẹn với thị trường Việt Nam là uh, sắp tới những tất cả những thị trường nước ngoài như Nhật Bản Malaysia Philippines uh, Thái Lan tất cả những thị trường nước ngoài vào là vào sau những người uh, những cộng đồng Việt Nam chúng ta thị trường Việt Nam chúng ta uh, vào vị trí trước xong bắt đầu và đằng sau Việt Nam chúng ta vậy người Việt Nam chúng ta có tuyệt vời không ạ à? chúng ta cho những cái và cho những cái trái tim mọi người ơi để cảm ơn các lãnh đạo đã có tâm huyết và uh, quý quý cộng đồng các lãnh đạo Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ nhanh nhất có trong 7 đến 10 ngày tới <laughs> sẽ đến Hà Nội gặp gỡ các và chúng tôi đang dự kiến tầm là 5 đến 7 ngày tới chúng tôi sẽ về thị trường Việt Nam và có những uh, có những uh, cái uh, những người của tập đoàn ban lãnh đạo của bên công ty chúng tôi điều hành về bên thị trường Việt Nam để hỗ trợ thị trường Việt Nam chúng ta bùng nổ. 所以这段时间, bộ局是很重要的, bộ局 và hiện tại bây giờ cái hiện tại trong cái thời điểm này là chúng ta đang là cái thời điểm chúng ta đang là tìm thị trường lắp ráp thị trường uh, rất chi là quan trọng thị trường này, hiện tại trong thời gian này chúng ta là rất là những người rất chi quan trọng Và chúng ta tuyển những người quan trọng nhất là những người mà gọi là tiềm năng tiềm năng nhất là top đầu tiên. 好，那我们这边也迎来了我们就是平台升级的合作伙伴。那在这边要借由各位的双手来欢迎我们的 Vincent。 và tôi đã kết hợp mà, hợp tác cùng với đối tác của chúng tôi là một uh, bên đơn vị là chuyên làm marketing và chuyên về phần hỗ trợ về marketing để hỗ trợ thị trường chúng ta uh, các lãnh đạo để ra phát triển ra thị trường toàn cầu và chúng ta hãy cho những cái chàng vỗ tay và những cái thả những cái trái tim để đón chào uh, Wilson, một người là lãnh đạo của thị trường Malaysia. 大家好,大家好. Hello. Hello. 啊，现在明生会在明生会在七天内，大概在下礼拜呢，就会先飞过去河内了。呃，我我我想他是二二十号还是二十二号？二十号回回回回来好不好？因为二十二号我们办一个一百人的一个呃小型的招商会，还有一些领导进来来那个，所以要要请他过过来，嗯，看看能不能安排二十二号。 Ừ, sự của mình, của mình à? À, yếu, Vincent à. À, um, um, anh CEO đang điều hành anh Vincent là à, một tuần nữa phải về bên Việt Nam thì Sunny đang mời là, là trân trọng mời các lãnh đạo là về sớm hơn là ngày 22 chúng ta có một cái buổi à, là tổ chức là 100 lãnh đạo à, 100 lãnh đạo giao lưu lãnh đạo thì là mời các CEO cùng về tham dự luôn và công bố những cái chiến lược sắp tới Mọi người có đồng ý không ạ? À? Nếu mà đồng ý à, cho uh, cho các lãnh đạo số 11 một một được không ạ? Đấy. tôi sẽ tôi sẽ cố gắng tôi sẽ cố gắng 2 ngày, tôi tôi sẽ biết nhưng mà không có vấn không có vấn đề

呃工厂在越南，然后也是一样说，呃，大家都生病都是有那个呃股东，像之前你讲那个。那 ờ, OK，这边我我我来我来讲你的翻译哦。来，各位可以看见我的这个照片吗？有没有看见我这个 okay p i p c e à, mọi người cả nhà có nhìn thấy cái hình ảnh ở trên giao diện của anh CEO không? Đây là một cái tòa nhà. Đấy là nhà có nghĩa là đấy là cái nhà máy sản xuất ở bên Hàn Quốc. 有,有看,有看到,帮我打一一一, Mọi người nếu mình có nhìn thấy cho cái cái ngôi nhà đấy uh, cho anh CEO những cái số 11. Đó,谢谢。那未來我們的願景就是在整個東南亞以越南為起點,那我們想要在越南呢蓋研究院,也想在越南蓋我們的工廠。 và cái mục đích của chúng tôi á là về Việt Nam là chúng tôi muốn đặt đặt trụ sở và uh, viện nghiên cứu vào nhà máy sản xuất tại Việt Nam và tất cả uh, các ngành nghề của chúng tôi đều mong muốn đặt đặt ở tại Việt Nam bởi vì Việt Nam hiện tại bây giờ là một đất nước là uh, về nền kinh tế, về thương mại là một đất nước mở, đất nước mở nên là rất uh, thuận tiện cho uh, cho chúng tôi nên chúng tôi đặt hết tất cả những cái tâm huyết là đặt tại thị trường Việt Nam nên là sắp tới chúng tôi cũng đã, sắp áp là xây dựng viện nghiên cứu và nhà, nhà máy sản xuất ờ, giống như các CEO này á, đã, về khảo sát thị trường Việt Nam chúng ta là hơn 2 năm nay rồi ạ là Sunny cũng đã hỗ trợ đi rất đưa rất nhiều thăm những cái chỗ nơi mà uh, khu khu công nghiệp OK Nào,我希望我们一鼓作气把业绩做起来之后，我们成立工厂，邀请各位草创企会员进来当股东，好不好？ và chúng tôi uh, mong muốn chúng tôi sắp tới là uh, hội viên của chúng ta đều có và có một số những cái hội viên uh, hội viên cố định có hội viên cố định thì chúng tôi sẽ xây dựng uh, bước tiếp theo là chúng tôi xây dựng nhà máy sản xuất tại việt nam và cũng mong muốn là mời uh, đưa những tất cả các lãnh đạo top đầu tiên mà đã có cống hiến có công cống hiến uh, đầu tiên thị trường của Việt Nam cùng vào là cổ đông của chúng tôi và cùng được hưởng những cái lợi nhuận từ nhà máy sản xuất. Chúng ta sinh ra thì không có gì cả, nếu chúng ta muốn trở thành người giàu thì phải <laughs> tìm cơ hội, nắm lấy những tập đoàn lớn, rồi nỗ lực để cạnh tranh với họ, đúng không? À, giống như chúng ta rất nhiều người rất nhiều người chúng ta muốn giàu có nhưng mà muốn giàu có chúng ta à, lỗ lực lỗ lực thì chúng ta mất rất nhiều thời gian nhưng mà chúng ta chỉ cần là đứng trên vai những người khổng lồ những người khổng lồ thì chúng ta à, đã không tốn rất không tốn những cái sức lực của chúng ta à, chỉ cần chúng ta lỗ lực một chút và cùng đồng hành là chúng ta sẽ đạt được hưởng quyền lợi à, cũng giống như giống, giống như cổ đông cổ đông của chúng tôi. 目前这个技术对了，独一无二，时间也对了，产品也对了，模式也对了，就差在人，一鼓作气而已。 công nghệ của chúng tôi là độc quyền trên thế giới chúng ta đã có công nghệ là độc quyền rồi cái thứ hai là sản phẩm của chúng ta cũng không có một ai có thể có thể là copy được và có thể là làm giống như chúng ta được và sản phẩm của chúng ta là cũng là độc quyền trên thế giới cái thứ tư nữa cái thứ ba nữa là cái về phần chính sách chính sách của chúng ta cũng là một chính sách có một không hai hiện tại bây giờ trong thời điểm bây giờ là có 102 không vậy chúng ta chỉ cần là tìm những con người con người đúng tìm những con người đúng là chúng ta cùng phát triển là chúng ta ai cũng thành công。有机会闭上眼睛去思考一下，未来有十万个一百万个会员，有如潮水一样面对着你过来，想想看这幅景象，这些人都是你创造出来的，有十万人百万人。 và mọi người cứ tự uh, nhắm mắt bởi vì cái mô hình cái mô hình này của chúng ta nó uh, hỗ trợ những cái cộng đồng những cái người tiêu dùng là rất là đơn giản bởi vì những người tiêu dùng á là uh, người, người ta vào là người ta chỉ cần gọi là ngon ngon bổ rẻ là họ luôn luôn gắn bó với chúng ta Vậy chúng ta à, vậy chúng ta hệ thống của chúng ta và những dòng sản phẩm của chúng ta đã hỗ trợ cho chúng ta những cái dòng nhỏ uh, giống như một cái dòng tiền và một dòng người cứ đi vào như vậy. Nên là chúng ta chỉ cần nỗ lực một thời gian nữa là chúng ta trở lên trở lên có những dòng tiền thụ động mãi mãi và bền lâu. Xin xin các vị lựa chọn, chúng tôi sản xuất, tạo phá, phát, sâu suốt là một thỏ rộng. Tôi sẽ yêu các bước một đến thành và tôi tin tin rằng các các bạn và các bạn cũng hãy tin vào chúng vào chúng tôi và hãy tin vào bản thân tôi là CEO của tập đoàn PFP và tập đoàn và hỗ trợ các bạn đứng ra đảm bảo hỗ trợ các bạn cùng các bạn đồng hành phát triển ra thị trường toàn cầu toàn cầu và công ty của chúng tôi tập đoàn của chúng tôi là một hệ thống là một tất cả là một dây chuyền hệ thống là từ A đến Z là của chúng tôi hết nên là chúng ta không có phải lo lắng gì và các bạn đều là những người cổ đông của chúng tôi

Ok à, Quân gian nhiều xong mà phân mà à, hay là các anh chị em có cái trong có vấn đề gì có nghĩa là muốn hỏi thêm gì về phần chính sách không ạ về phần chính sách có cần vấn hỏi thêm về chính sách hay là về sản phẩm không ạ thì sau đây sẽ có um, thầy tiến sĩ Vũ sẽ lên uh, trả lời hỏi đáp những cái phần thắc mắc về chúng ta về dùng sản phẩm ạ Taki ơi, em muốn hỏi về cái chính sách một chút. Với Không. Ừ. là cái những cái mã mà một nghìn mà các cái anh chị mà đã vào ừ. từ đầu ấy chị, mà bây giờ ví dụ như là quy, cái... quy định là 200 đúng không? Vậy thì về sau khi mà cái 200 đô đấy nạp vào thì có được nâng lên thành là 1.200 theo đúng quy định của công ty không? Em muốn hỏi rõ cái đấy. Ờ cái này cái phần này á thì là uh, sau rồi lát nữa chị sẽ ăn, uh, hỏi đằng sau xong rồi sẽ ăn, uh, trả trả lời sau em nhé. Dạ vâng ạ cái phần này á là uh, uh, trước tiên á là bởi vì những các uh, lãnh đạo đến uh, top đầu á là vào đã có cái chính sách yêu đãi là tặng một hộp CMC rồi và chúng ta đã có những cái vị trí đầu tiên thị trường toàn cầu rồi nên là nên là cái phần này á là để công ty phải xem xét nên là hiện tại bây giờ chị vẫn chưa bởi bữa, bữa qua chị cũng đã hỏi rồi và công ty đang xem xét em nhé có gì rồi chị sẽ trả lời em sau hả hỏi được chị trả lời em sau xem là có ai có vấn đề gì về sản phẩm mà các thứ không thì chúng ta cũng có thể là giao lưu cả nhà sẽ đặt ra những cái câu hỏi khuyến nghị như là mọi người thấy rằng là sản phẩm đó thì hai sản phẩm đấy thì ngoài ra còn những sản phẩm nào hoặc là uh, sản phẩm đấy thì khi nào có thì trên thị trường và cái kế hoạch của của thị trường tới đây là như thế nào để chúng ta có thể cùng tương tác cũng như để cùng trao đổi được không ạ? Uh, hiện tại bây giờ nha các anh chị hiện tại trong cái phòng Zoom là hơn 30 người này là chúng ta đều là những top đầu thị trường và chúng ta làm trực tiếp tập đoàn luôn, không phải qua một cái lãnh đạo các thứ nào. Em là là người cầu nối cho mọi người, em biết cái gì là mọi người cùng đều biết như vậy. Nên là chúng ta rất là may mắn là chúng ta làm được trực tiếp với các những cái tập đoàn tập đoàn lớn như vậy. À, đây là chúng ta hãy mạnh dạn lên có nha, có những cái câu hỏi gì hay là có những thắc mắc gì chúng ta đều có thể là um, hỏi thì Sunny sẽ là người hỗ trợ mọi người để dịch thuật cho mọi người để mọi người nắm Vậy, bắt thêm. Về sản phẩm thì em muốn hỏi như sau, thứ nhất là hai cái sản phẩm thải độc và uh, cái sản phẩm Bioix thì là nội tiết tố nữ. Vậy thì cái sản phẩm mà uh, về về vạn năng ấy chị thì nó vẫn là mẫu mã cũ và mình vẫn sẽ kê đơn cái sản phẩm vạn năng đúng không chị? Kèm với lại à. hai sản phẩm

对对，在越南一样商家人生定嘛，可是我们没有没有公开退，可是大家也可以在后台都可以购买嘛，对不对？对，就我的理解是对，人生定会继续的生产制造，对，没有问题，哦、因为那是我们的主力商品。OK，那一样是我们到时候我们有要换换这个啊、呃、包换这个包装吗？还是一样用原本的？为什<对>呃，应该会换包装。哦 哎，hey, 这个目前啊<來>、呃，我们还有货，还有货的情况之下，会先卖有货的。以后要包装的问题呢，嗯、这些行政啊，这些策略要问这个 Vincent 这里。哦哦，啊、呃，博士是教育总监嘛，全球的教育总监。<Okay. S 2> 那产品的布局的策略这方面，就问问的 Vin 呃，这个 Vincent。<Okay. S 2> 那 Vincent、oh. 会跟集团大家一起讨论。嗯、哦，<Okay. S 2> 那目前要人生定有，我们之前其实是订了一万盒。 <好>啊，现在越南才三才三千盒而已，不用担心，好不好？但是未来肯定会换包装，嗯、现在还不会换。Okay, 哦、好，先回答到這。<好> OK。呃，温晨 OK 吧？我要我翻译啊、哦。是，好，你翻译洪总说的东西就可以了。啊 À Quyên à, ơi hiện tại á là chúng ta cái nhân sâm vạn năng á là chúng ta vẫn có vẫn là à, vẫn có thể dùng như uh, trên trang web sắp tới là cái trang web nâng cấp là bên trong đó chúng ta đều có thể vào mua được và cũng có vẫn vẫn thúc đẩy cái uh, cái sản phẩm đó bởi vì cái sản phẩm đó là cái sản phẩm uh, hỗ trợ có nghĩa là nó giống như là một cái uh, điều điều trị uh, tăng tốc á nên là vẫn phải giữ cái sản phẩm đấy thì sắp tới á là bán hết à, có nghĩa là hết cái lô lô hàng bao bì này thì là sẽ là thay cái bao bì mới, thay bao bì mới đẹp đẹp sang trọng hơn nhá. Ok. Ờ uh. Ok mọi xem là anh chị em nào có cái vấn đề gì không thì sắp tới nếu mà cái uh, ngày 20 hay 22 thì bạn Nguyên Sần bạn sẽ về bên Việt Nam chúng ta và đội ngũ uh, bên marketing đội ngũ của bên ban lãnh đạo bên công ty sẽ điều hành người về bên hỗ trợ Việt, thị trường Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái, cái cuộc ngồi trao đổi trực tiếp luôn và những cái buổi đào tạo một một đào tạo hỗ trợ các lãnh đạo và cái thứ hai nữa là sẽ có chúng ta sẽ có đường link để hướng đào tạo các lãnh đạo là chúng ta dùng đánh phần mềm online là chúng ta có thể là đánh xa xa thị trường toàn cầu rồi chúng ta không cần biết tiếng anh không cần biết tiếng nhật không cần biết tiếng thái là chúng ta đều có những cái hệ thống ai tự động giới thiệu hết rồi nên là mọi người cứ yên tâm bây giờ chúng ta chỉ cần là vị trí giữ vị trí và chúng ta tuyển ra những người mà chúng ta cần hỗ trợ chúng ta muốn cái cái hệ thống này chúng ta muốn lên danh chúng ta phải hỗ trợ cho hai cái người f 1 của chúng ta cũng cùng lên danh nên là cái người mà chúng ta chọn lựa để hỗ trợ để giúp đỡ là cũng là rất nhiều quan trọng anh người nhé cái người cùng chúng ta đồng hành á còn người còn khách hàng thì là quá đơn giản rồi bởi vì cái chế độ này cái chính sách này sẽ thu hút được khách hàng rất chi là nhiều bởi vì khách hàng người ta mọi người vào tiêu dùng càng tiêu dùng thì lại càng khỏe và càng được rẻ không phải không phải mất tiền nữa lại được tiền mang về lại được sản phẩm mang về nên là lợi nhuận là lợi nhuận cho người tiêu dùng là quá nhiều nhưng mà hỗ trợ cho những người kinh doanh như chúng ta là luôn luôn có khách hàng và có những khách hàng trung tình trung thành bác trình hình như là bật mic lên có cái ý kiến gì đúng không ạ? Bác có thể là bật mic lên cũng được không sao đâu ạ. câu hỏi là cái nước uống vạn năng ấy có chữa được bệnh tim có ăn tim hay lá ba lá đấy Ờ nó ờ lão sư, U bố sư. Tha hay chỉ số Tha xưa là mình à, dấn dấn sân ý 人参饮料啊、欸，嗯、可以可以那个治疗那呃、嗯啊、心脏吗？他心脏有哦，哎、欸、，OK，好，这这个我来说明一下哈、哦，这是属于产品的专业的部分。呃，人参皂苷，哦，自从以前在中国上面就被称为万灵丹，哦，这个意思就是说，它对什么样的状况都可以改善。 dịch chuyên nghiệp. Cái nhân nhân sâm thì từ cổ xưa đến nay được coi như được gọi là vạn Linh Linh đàn à, nó hỗ trợ được rất nhiều những các canh bận ở trong cơ thể con người chúng ta và nhất là hiện tại bây giờ là sản phẩm của bên tập đoàn là sản phẩm về tế bào gốc nguyên sinh uh, của nhân sâm rừng hoang dã 50 năm trở lên 好，那针对心脏的问题是百分之百可以改善，为什么呢？好，我解释一下。然后你先翻译这段再解释。啊,啊，对于，于什么呢？因为人参皂苷的“皂”就是我们洗手的肥皂的“皂”，所以喝下去之后，它会在我们的血管里面产生。 非常微小的气泡，就像我们用了肥皂去揉它，它会有气泡。这个气泡就可以把我们血管内部黏黏的东西，让血管硬化的东西，把它溶解，再把它代谢离开身体。嗯， là nó có thành chỉ có cái thành phần chỉ có là trong cái nhân sâm rừng hoang dã 50 tuổi trở lên mới có cái thành phần ginsenoside này là cái thành phần này đã được minh chứng bởi rất nhiều những cái bài báo khoa học và được uh, chứng minh bởi hàng hàng nghìn nghìn những cái bài luận văn và đã được năm những cái bằng ứng ứng dụng sáng chế uh, ứng dụng chính của Hoa Kỳ Trung Quốc cấp uh, cấp là đều có điều trị và hỗ trợ trợ về những cái uh, canh bệnh như là ung thư và hỗ trợ về cả tim mạch nghẽn mặt rồi thì về về các loại như là uh, suy uh, miễn dịch nên là chúng ta hãy yên tâm Ít般心脏会有问题就是血管硬化,因为血管硬化没有弹性,心脏那个泵浦力量就要压得比较重,这个就是产生心脏病的原因。 À, bởi vì sao mà tim của chúng ta có vấn đề tim của chúng ta có vấn đề là do vì cái đường mạch máu của chúng ta nó bị tắc nghẽn mạch máu và tật máu nó không lưu thông thì là cái nó sẽ tác động đến cả cái tim và những cái phần bên bên ngoài của tim. Suy hiện tại nếu mạch máu yên hóa rồi, có thể ý chén cao huyết áp chính đến 150, 160 psi, tim mới có thể đẩy được. Hiện có thể 130, 120. 就推得动了，因为心脏恢复有弹性了，会有弹性。哦，就刚才讲皂苷把血管洗干净了，我们的心脏不就不用那么用力，就可以推得动血，这样子就可以改善心脏病了。嗯。 OK thì chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm này đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là có cái thành phần trong Ginsenoside trong đó là tế bào gốc thì nó nó sẽ điều hòa và nó làm thông uh, thông tất cả những cái mạch máu nó sẽ tác động cho chúng ta thì uh, chúng ta chỉ cần sử dụng một thời gian ngắn là chúng ta cũng đã có cái cái sự thay đổi uh, uh, na, uh, như vậy là chị phải uống thêm cái người bệnh tim là phải uống thêm cái sâm vận năng nữa chị nhá. <laughs> uh, ông uh, ừ uh, uh, Chị ơi dùng thêm uh, cái sâm vạn năng nữa mà có điều kiện thì dùng thêm sâm vạn năng nữa cả hai cái đó sâm uh, uh, nước uống vạn năng và cả sâm vạn năng hai cái này kết hợp với nhau thì là nó hiệu quả nó rất là nhanh ấy, chị ạ rồi cho chị hỏi là nó có nhiều tiền không ạ em ạ? À, Ở cái liệu trình ờ, chị vào một cái combo, một combo bây giờ một combo một ngàn hai đó, một ngàn hai à. đô là một combo sau này chị cứ lại được dùng sản phẩm miễn phí nữa, chị nhá. Rồi, okay bây à, à, giờ đây. đang có ừ. đang có cái chính sách đấy chị ạ nhá Chị vào một ngàn đô xong rồi sau này chị cứ dùng sản phẩm được sản phẩm được tặng sản phẩm uống miễn phí mang về được tiền thêm mang về nữa cái gì cái này thì chị có thể là hỏi thêm uh, um, các uh, người, uh, người đưa chị vào zoom nhé Ok em, bổ, hướng, em em bổ sung thêm rồi. cho chị trình một tí okay. À, Rồi, về cái liệu trình ấy thì là chị ở đây chị hình dung là một liệu trình của chúng ta là nếu như gọi là liệu trình cũng được mà có thể gọi là một cái gói cũng được thì chị có thể dùng là 1.000 PV đấy là một liệu trình và sau đó chị là được uh, liên tục quay vòng để chị có thể mua cái liệu trình một cách miễn phí và được còn tặng tiền nữa cơ chị ạ đấy là cái cái khác biệt và cái hay của cái chương trình này nên là khi mà chị trình vào đến một gói thì chị sẽ được ở đây chị sẽ được mua tiêu dùng coi như là miễn phí luôn đấy chị ạ thông qua cái việc đó là cộng cả... chị hỏi là bây giờ chưa chưa mua nhưng mà rồi sau mua thì có được có được hưởng như vậy không chị mua bây giờ hay làm năm năm sau mười năm sau chị vẫn được như vậy chị ạ nên khi nào chị mua <laughs> là chị sẽ <laughs> được nên là chị cứ cứ không sao cả chị mua càng sớm à. càng được lợi và mua mua sau cũng không sao cả khi nào chị mua là chị à. được lợi ạ vâng à, cảm ơn cảm ơn khai, có ai còn chị. câu hỏi nào nữa không ạ nếu như ai còn câu hỏi là mọi người thì con comment hoặc là bật mic lên để chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình hỏi đáp buổi tối chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có tầm khoảng 1-2 phút nữa để chúng ta có thể đặt ra câu hỏi nhé, cả nhà nhé. Cho em hỏi một chút ạ. Vâng, chị giới thiệu tên, tuổi và chị đang ở đâu ạ? Chị đang muốn hỏi về cái gì ạ? Vâng, chào cả nhà, em chị... là Bích, em ở Hà Nội em muốn hỏi một chút là um, như một cái hiện thực của Quyên ấy là có cho bố dùng cái um, dùng dùng cái, um, cái 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 vạn năng ấy uh, để điều trị cái doa thần kinh và em có một uh, một người thân có bị doa thần kinh và có cái uh, có có cái tác dụng phụ sau nghĩa là có có cái biến chứng ngay đằng ngay sau bệnh ấy, là bị co giật cờ giật thần kinh ấy. thì là cái đã có cái minh chứng của bệnh nhân nào mà người ta dùng cái 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 này và nó có hiệu quả trên cái zona thần kinh về à, nó nó tác nó nó, nó, nó nó hỗ trợ cái thần kinh về phía sau này không ạ anh cảm ơn ạ Ok, cái này để em trả lời chị Bích luôn Tại vì nhà em chính là hiện thực Và bố chồng em, em chính là người để Đưa cho bố em chồng em dùng thì như chị biết là cái va thần kinh ấy, bản chất nó là một cái loại virus và nó không phải là tự nhiên mà nó 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 lên ngay nó đã bị âm ỉ vào trong cơ thể của chị nó rất là nhiều lâu nó rất là nhiều năm rồi và nó chỉ gọi là đợi cái ngày phát tác rồi và bố khi mà bố chồng em bị nhiều các cái loại bệnh ví dụ như là bệnh gút uh, này sau đó là tiểu đường này mỡ máu này và đỉnh điểm nhất đó chính là bố em bị uh, bố chồng em bị uh, sau một cái trận gọi là đi đám ma về thì gọi là theo cái tâm linh ấy là những người mà bị rona thần kinh ấy là nó rất là kỵ đám ma sau cái trận mà bố em đi đám ma về phát là bắt đầu nó nó phát nó phát nó nở rét khắp người luôn và cái cái hình ảnh mà các anh chị nhìn cái hình ảnh của bố em chồng em ấy đó chính là hình ảnh sau mà khoảng 2 ngày ông bị phát ra nó nở và nó đau đớn vô cùng luôn nó đau giống như kiểu nó đau tận giống như vào trong xương trong tủy ấy bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không không hết được cái đau tại vì cái này nó đau từ trong tủy đau từ trong xương và nó giật nó giật đau lên bút lên tận não tức là nó đau giật toàn thân luôn ấy thì là em cũng cho ông đi ra uh, viện bạch mai để làm các cái thủ tục xét nghiệm cho nó đúng với lại cái cái quy trình tóm lại là tất cả các cái thuốc giảm đau và để uh, em cho bố em dùng đều không có tác dụng kể cả tiêm luôn thì uh, đợt đến là em mới lấy cái em mới lấy cái liệu trình uh, hải độc cộng với này cái tế bào gốc vận năng của cho bố em dùng thì trước đấy thì là em cũng đã cho bố em dùng nhiều những cái sản phẩm uh, thuốc và thực phẩm chức năng khác rồi thì bản thân em là sản xuất ra mà chị biết cho nên em cũng cho ông nhiều nhiều nhưng mà đều không tác dụng cả cả thuốc nam hay thuốc bắc luôn kể cả, cả sắc luôn đều không có tác dụng với cái nô thần kinh ấy đó thì là trong một tuần mà chưa lúc đấy em chưa dùng vận năng là coi như là không có tác dụng luôn nhé đau đớn trong cả tuần đấy Thế đến lúc mà cho ông dùng cái thải độc thì là em cũng cho ông tăng tốc lên là hai gói một ngày vì em biết cơ thể ông bị nhiễm độc tố quá nặng cho nên em mới cho uống tăng tốc là hai gói thải độc và khi mà uống 3 ngày thì nó đau hơn nói rõ với anh chị là như thế nó công bệnh nó đau vô cùng luôn nó đau hơn cả những cái ngày mà chưa uống nhé nhưng mà đến lúc đấy là ông đã nản ông mà ông không dùng tại vì ông đau quá ông bảo chứ ôi rồi tao muốn chết cho tao chết đi thế này thì tao đau thế này thì tao chết mất thế xong em bảo bố cứ dùng đi nghe lời con ông xã em thì xót ruột bảo là thế này không không được rồi phải cho bố ra viện để truyền truyền thẳng uh, cái cái thuốc giảm đau ấy chị vào hẳn uh, người luôn chứ tiêm không được nữa mà bây giờ truyền thẳng luôn để cho bớt đau nhưng mà em không lấy em mà cứ uống đi thế này em kết hợp với này enzyme nhiều cao như chị biết là tất cả các bệnh nhân em đều kê thêm cái enzyme nữa vì cái sự chuyển hóa trong cơ thể những cái người bị bệnh nó không có enzyme nó giống như cái chất xúc tác để nó chuyển hóa toàn bộ các cái các cái uh, cơ chất của mình nếu mà không một là phải được thải ra hai là phải được chuyển hóa không nó trở thành độc tố đó thế là em mới kết hợp cho ông 20 gói enzyme một ngày nữa cùng với lại hai gói thải độc cộng với lại sáu viên vận năng trên một ngày thì à, trong vòng 3 ngày đầu thì ông đau hơn nhưng mà bắt đầu bắt đầu khỏi dần khỏi dần và rất là tuyệt vời đó chính là cái bề mặt da chị biết ạ à, trong vòng 10 ngày nó bắt đầu nó lặn nó lặn và nó liền và bố chồng em thì không còn cảm giác đau đớn nữa không còn đau nữa nhưng không có nghĩa là ông khỏi đau và không còn đau mới khỏi, khỏi nữa là hoàn toàn khác nhau nha tại vì cái lượng virus với lại cái bệnh của ông nó quá nặng cho nên là nó sẽ phải đào thải dần tức là cái tế bào gốc nó sẽ làm cho da của mình nhanh liền trong vòng 10 ngày chị sẽ nhìn thấy tác dụng luôn nhưng mà để mà khỏi ấy, thì nó phải phải cắm quá một thời gian khá là dài thì là cái liều tấn công của em là chỉ trong vòng 10 ngày nào dùng 6 viên thôi sau 10 ngày thì em bắt đầu giảm dần cả về enzyme, cả về thải độc lẫn lẫn, lẫn cái tế bào gốc em bắt đầu giảm dần cho ông và đến bây giờ thì sau hai tháng liên tiếp ông dùng thì bây giờ thì cơ thể của ông rất là khỏe mạnh và cái rôla thần kinh là hoàn toàn biến mất không còn nữa đấy đấy là cái mà em chia sẻ về cái thực trạng chính xác của bố em và kể cả bệnh nhân của 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 chị mà nếu mà bị rôla thần kinh mà biến chứng đến mức co giật giống như bố em ấy uh, nó phát uh, bố em là phát toàn bộ từ mặt cho đến nửa người không thật ít mà chị tức là toàn bộ nửa bên người này nó lét hết cả người mà cái lúc mà em chụp mà cái phần nửa người mới tay bố em là là cái phần trên thôi tại vì cái phần dưới ông không dám cởi ra đấy nó lan hết cả sau lưng nữa mà thế cho nên là với bệnh nhân như chị thì nó cũng chỉ tương đương nặng nhất như bố em là 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 cùng thôi chị ạ à. cho nên là chị cứ tự tin cho cho bệnh nhân dùng nhé. thứ nhất là hai gói thải độc một ngày này. Tiếp theo đó là 20 gói enzyme Cái là enzyme mà chị có thể mua enzyme tươi Ngay ở ngoài hiệu thuốc đấy chị biết Enzyme bản chất nó chỉ là chất xúc tác thôi Nhưng chắc chắn phải uống cái đấy kèm theo Thì mới có thể chuyển hóa được toàn bộ cơ chất Ở trong cơ thể đã tích tụ bao nhiêu lâu nay Bệnh nhân của mình đã dùng các cái sản phẩm thực phẩm chức năng với thuốc khác Đó Và cái tiếp theo đó là vạn năng chị uống cho em từ 6 đến 8 viên điều tấn công luôn và chắc chắn trong ba ngày đầu bệnh nhân sẽ đau hơn một chút so với ngày thường nhưng mà nó đau thế còn nó không phải đau đau giống như là mẹ cảm ơn con À, đau giống như là bị mà chưa uống thuốc nữa, mà khi uống nó đau nhưng mà nó đau nó đau theo kiểu là nó nó không đau buốt nữa chị ạ, mà nó chỉ là đau đau bị tấn công thôi nhưng nó không phải là buốt trong tận tủy giống như lúc mình chưa uống thuốc đấy, thì đấy là cái cái tả của bố em là như thế, bố em tả là cái cơn đau nó như vậy và nó đau theo cơn luôn nhé chị nhé, lúc thì nó như người dở vờ luôn, xong đến lúc nó đau dữ dội luôn, đấy thì là trong vòng 3 năm ngày đầu thì là bố em bị công bệnh đến mức như thế tại vì khổ nỗi là ông còn bị gút với lại tiểu đường mỡ máu cho nên là nó mới công một loạt các cái loại bệnh như vậy cho nên là khi mà dùng tế bào gốc ấy thì nguyên tắc của nó là không phải là chỉ hỏi mỗi cái vị trí đi đâu chị mà nó sẽ gần như là set up lại toàn bộ các cái vị trí khác và vị trí da nó sẽ là đầu tiên sau đó là hệ thần kinh nên là ông sẽ ngủ được tại vì lo thần kinh nó đau đến nỗi mà không ngủ được mà chị không ăn không ngủ được thì thần kinh nó sẽ hỗ trợ cho mình ngủ được nhé chị nhé thì uh, nếu mà bệnh nhân đấy thì chị có thể add em vào nhóm để hai chị mình hỗ trợ cũng như là theo dõi anh, cái bệnh nhân bị gút và dùng tại vì bố em chính là hiện thực ạ. À. Nên là chị yên tâm ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn, uh, uh, cảm ơn Quyên. Uh. Ok, cảm ơn Quyên chia sẻ. Uh, cái bệnh Jonathan kinh bên này nó rất nhiều, rất nhiều minh chứng chị ạ. Uh, rất nhiều minh chứng và cái người bạn thân của em cũng bị như vậy và cũng uống chỉ trong vòng hơn một tuần thôi một tuần đổ lại là đã có cái cải thiện rồi ba, ba ngày ba ngày trở đi là nó hơn nó bớt cái, cái bị rất bị rất rất cái dây thần kinh á nó bị là nó đỡ rồi rất nhiều người nó bị như vậy bởi vì cái cái zona thần kinh thì như bạn quyên bạn nói chia sẻ đó là cái hệ miễn dịch của chúng ta nó bị hạ thì riêng về cái tế bào gốc của nhân sâm ấy, nó đã có điều điều hòa và tăng cái hệ miễn dịch của mình lên mà là chị cứ yên tâm, ok. Thế còn uh, và... có có hỏi này được không? À, cái cái bác nhà em ấy thì là là khi mà bị rối loạn thần kinh thì bắt đầu điều trị rồi và cái lành da thì rất là nhanh. Nhưng mà cái cái cái, cái, cái sau đó ấy thì là nó vẫn có vẫn có cái biến chứng của cái 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 cái, cái dây, các cái dây thần kinh ấy. Ừ, Đấy. Đúng rồi. lâu cái cái tổn thương da là rất là nhanh khỏi luôn. Còn đúng đó rồi. là cái biến chứng về sau này nó ừ. nó giống như là bị một cái gì nó cắn vào 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 giống như dây thần kinh nó cắn nó giống như co nó nó khó chịu lắm bởi à, vì những cái người bệnh bệnh nhân mà bị zona thần kinh người ta có chia sẻ qua mình mình chưa bị bao giờ thì chưa biết nhưng mà nó rất là khó chịu thì cả, ở bên này thì minh chứng những người zona thần kinh là rất nhiều có một cái chị gì ở hà nội cái chị đấy cũng cũng bị zona thần kinh mà đầy hết cả miệng cả cả miệng cả mặt luôn nó nó chạy cả cái miệng cả mặt luôn á mà uống có 3 ngày 4 ngày gì đấy cũng đã trong trong cái slide minh chứng có cái chị đấy em cũng đã quay video lại là ba bốn ngày xong là hết bây giờ hiện tại bây giờ cũng không có cái cái vấn tình trạng mà nó nó dây dứt nữa rồi à. ok uh... cảm ơn ạ. dạ cảm ơn chị ạ ngoài chị bích ra thì còn ai còn câu hỏi nào nữa không ạ mọi người tiếp tục đặt câu hỏi đi ạ một câu hỏi cuối cùng nhé cả nhà nhé một câu hỏi cuối cùng duy nhất thôi ạ nếu như câu hỏi cuối cùng duy nhất này nếu mà không ấy được thì chúng ta cũng sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ có tầm khoảng 15 giây ạ. 15 giây bắt đầu. Hình như vừa nãy em có thấy một người bật mic lên đây ạ. Ok nếu mà không có ai câu hỏi nào nữa thì em sẽ nhường mic lại cho mít Loan để um, chia sẻ cho mọi người thêm về cái chương trình uh, uh, vào tuần sau nhé. Miss Loan. À nếu không ấy thì mình uh, mời các các lãnh đạo Đài Loan hay là lát nó cùng chụp ảnh, cùng chụp bộ ảnh cùng cùng nhau ha. Ừ đúng, ok chị, cái chương trình này thì uh, uh, em Richard cũng đã thông báo rồi. Thì uh, sau chương trình Zoom uh, um, bây giờ thì em Loan sẽ gửi cái thư mời lên các nhóm cộng đồng. Đây là một chương trình đào tạo uh, offline dành cho các lãnh đạo từ ID Kim Cương trở lên ạ. Và chương trình chúng ta sẽ họp một buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ sáng thứ sáu ngày 22 tháng 11 thứ sáu tuần sau đúng một tuần nữa thì các anh chị em có đăng ký thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Loan có số liên hệ ở trên thư mời rồi ạ thì rất là mong sẽ được gặp tất cả các anh chị những viên kim cương lấp lánh của PIP trong cái buổi họp đầu tiên sau khi update cơ chế để chúng ta cùng tích ọp cái năng lượng của nhau cùng nhau nối những cánh tay dài để không chỉ trong thị trường Việt Nam mà sắp tới chúng ta sẽ bùng nổ thị trường quốc tế như anh chị và em Loan xin được hẹn gặp lại tất cả các anh chị tại buổi họp sắp tới ngày 22 tháng 11 và ngày mai thì các CEO của chúng ta sẽ sắp xếp công việc nếu như các CEO về nữa thì là một điều vô cùng tuyệt vời chúng ta sẽ có những cái buổi uh, uh, những cái cái cái, cái uh, giao lưu với nhau trực tiếp và chúng ta sẽ là những người À, như các CEO vừa nói chúng ta là những người thực sự may mắn nhất của thị trường Việt Nam khi chúng ta được trực tiếp làm việc với công ty làm việc trực tiếp với các lãnh đạo luôn chứ không có thông qua bất cứ một ai cả và phía trước thì à, các chị cũng thấy rồi à, CEO A Hồng của chúng ta vừa chia sẻ rồi à, tương lai rất là gần một ngày gần nhất thôi ạ à, à, nhà máy và viện nghiên cứu của chúng ta sẽ đặt tại Việt Nam và CEO cũng thay mặt cho ban lãnh đạo công ty hứa với chúng ta rồi là sẽ đồng hành và giúp chúng ta thành công cùng với PIP các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Thế ừ, thì phải. sau chương trình này em Lan sẽ up cái thư mời lên tất cả các nhóm cộng đồng, các anh chị uh, vui lòng lưu lại cái thông tin của cái buổi họp ngày 22 và các anh chị uh, liên hệ với em sớm để uh, để giữ chỗ cho mình nhé, vì là cái chương trình này á uh, là một chương trình vô cùng đặc biệt chỉ dành cho 100 anh chị kim cương đầu tiên thôi ạ. À. Và các anh chị biết rồi, thị trường Việt Nam chúng ta bây giờ không phải chỉ mỗi kim cương đâu mà chúng ta còn có diamond rồi có platinum rồi, có gold rất là nhiều. Cho nên là các anh chị phải đặt đăng ký sớm nha, chứ không là hết chỗ đó. 100 anh chị nhanh tay đầu tiên liên hệ với em Loan và em Quyên thì chúng ta sẽ được tham gia cái chương trình này. À, em Loan hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình sau nha Biết ơn cả nhà rất là nhiều Chắc là chương trình Zoom của chúng ta xin được kết thúc tại đây Nhờ ban tổ chức uh, chụp lại Cho toàn bộ anh chị em chúng ta Một cái tấm ảnh kỷ niệm Mời các CEO Mở cam ra Sư Trinh Hãy là Lão Sư Quên chúng ta Hãy hợp 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 Ok, okay. Đó